4 tháng 12 năm 1971. Sớm mai bọn lý xe tăng đi rồi, Lăng, Như Thanh, Thành đều đi cả. Mình vẫn chỉ theo tin vỉa hè là đi DKZ cùng Minh và Thìn. Bọn nó sợ lắm vì phải mang vác nặng. Khoản đó, mình cũng hơi trờn cù lưng và lùn đi nhiều. Chật, có sao? Phiền cái gì chứ? Cái đó thì thông qua dễ thôi. Thìn sợ chết nhỉ, anh ta chỉ thích đi xe tăng, vừa được ở ngoài này, vừa có vỏ thép dày che đỡ. Chán ghê với nó, không biết bao giờ mới mở mắt ra được. Như vậy, chỉ còn khoảng 27 người chưa phân công đi đâu cả. Cán bộ khung về hết rồi. Vừa nãy, chính trị viên C đến thay ông Cát. Bộ đội về nhà nhiều quá, chỉ còn leo teo vài người, buồn chết đi được. Dưỡng rủ mình tút về nhà, nó có lắm lý do thế. Theo anh ta thì đây thực sự là cơ hội hiếm có, Dũng cũng náo nức và muốn về ngay. Nói chung trong cuộc sống, nhiều lúc tình thế đặt cho mình những thử thách dữ dội trong chốc lát và âm ỉ lâu dài. Mình cũng muốn về nhà theo kiểu đó, nơm nớp và tự lương tâm mình. Mà nào xa nhà có lâu la gì, mới hai tháng thôi chứ mấy. Tất nhiên, ai mà chẳng nhớ, vấn đề không đơn giản như mấy cha tưởng tượng. Mình cũng muốn về mang thêm mấy cuốn sách đọc dạo đi đem ít sách quá, cứ sợ nặng và mất mát. Đành vậy thôi, mất cũng chịu, chứ kiểu sống vắng sách thế này thì buồn lắm. Chào ôi, càng đi càng tiếc những ngày ở trường, bao nhiêu sách mà chịu chết, không nuốt chừng được để bây giờ nhai lại. Giá quân đội có tủ sách lưu động, luôn phiên cho lính đọc thì khoái lắm. Mặt trận cũng xa, mà hậu phương dược như không phải ở đây nghe tuổi về Hà Nội kể, thì ở nhà chuẩn bị một đợt tuyển quân khá lớn, các trường đại học lại tiếp tục lấy. Nhưng có điều đáng buồn là một số sinh viên không muốn nhập ngũ lắm, sợ chết, ham địa vị. Kể ra, mình có mơ ước gì cao xa đâu, bọn nó cứ nghĩ rằng mình muốn thành nhà văn, nhà thơ nào đó. Không đâu, mình chỉ muốn sống trong nỗi lo toan của dân tộc chân bước trên sơm thơm, có ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa, mà dù hạnh phúc ấy mỏng may như chính số người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc của cuộc đời. Thỉnh thoảng, mình cũng hay ao ước trở lại cuộc sống trẻ thơ, muốn trở lại đứa lên ba cho một bàn tay êm dịu xoa đầu âu yếm. Muốn trở về, một giọt mưa nhỏ từ mái dạ vạch thành đường sáng bên cửa sổ. Muốn gặp cây chanh tím trong gió bấc Kỷ niệm trong lành quá khiến ta muốn đập mình trong dĩ vãng, ta muốn quay về tô đậm cho những gì tốt đẹp và xoa dịu những vết thương còn dì máu. Người ta không sống bằng kỷ niệm, chỉ nên để kỷ niệm thoáng qua, đánh thức trong ý nghĩ lòng ham muốn sống say sưa ở hôm nay và xây dựng tòa lâu đài kỳ vĩ cho hôm mai. Xong đã mấy ai thế, dẫu hôm qua sống thở ơ và bình thản, thời gian trôi quát lên quá khứ tấm long bảo khiến nó trở nên rực rỡ, con người vẫn bị đánh lừa và thương tiếc những gì đã mất đi. Phải, thời gian chui, không bao giờ ngoảnh lại và những gì mất đi không bao giờ người ta còn có. Nhưng thời gian vẫn còn thừa thãi, còn rơi vãi trong tay những người đang than thở, có con ruồi vừa đi dọc trang giấy này. Những người hay sống trong vị mật của quá khứ thường hoang mang trước bức ngoặt của cuộc đời người ta không nhận ra việc từ bỏ con đường thẳng trước mặt, rẽ về bên trái, bên phải hay lùi lại một chặng, tìm con đường khác là tránh một dạng. Chô mô lùn ma, quanh năm tuyết phủ, người ta chỉ muốn mãi mãi sống trong êm đềm, có dạo chơi, có mặt hồ lăn tăn, đủ nước cho con thuyền trôi nổi, muốn nhắm nhìn mắt lại để tận hưởng cái thi vị điên cuồng và quên đi màu máu đỏ. Trong cuộc đời này, đâu đã hết bất công, xã hội ta đâu hết những kẻ dựa vào quyền thế, muốn giành một chỗ yên lành trong cuộc sống. Ta kinh bỉ nguyên rủa và suốt đời sẽ đập tan tành cái mũ đồ đen tối ấy. Cho ngày mai, chỉ còn những tâm hồn trong như ngọc, dấu không tròn và nhãn nhụi như xưa. Mấy hôm nay, mình nghe lại nhài mấy chàng nghiện ngập xuyên gì đời là giấc mơ, là giấc mơ nên cuộc đời thoảng qua như một bóng mây mờ, u ám không âm hưởng, không hương vị, một đám mây tơi tả, không tâm hồn, đám mây rách như giấc mơ đen, như cuộc đời của những người đòi hưởng thụ. Đời là lao động và mơ ước, mình nhớ câu thơ, lao động đuổi theo mơ ước, năm lại tiếp năm, cuộc sống tăng lên tốc độ vạn lần. Bài thơ ấy thầy giáo làm cho một năm đón giao thừa khi mình còn nhỏ. Ai ngờ lại có ngày, có lúc sung lên ở đây, xua cho mình khỏi làn khí độc cảm ơn tất cả những mái trường đã ôm ấp lấy ta, cảm ơn ngọn đèn sầu theo ta đi suốt những năm đánh mỹ, cảm ơn cuộc đời. tương lai không hứa trước điều gì may mắn cả. nhưng anh không hiểu có còn nhớ cô đó hay không. riêng mình mình luôn ghi nhớ. ngày mai ra trận sẽ một đi không trở lại lắm. đôi khi đứng trước cái chết người ta dám nhìn thẳng mặt, nhưng ở xa mà có thì chưa chắc đâu. còn suy tính thiệt hơn. và lại ngày mai có biết bao điều thay đổi hay có giờ có. Mình nhớ, dạo họp bên Xuân Đình, ghi được một câu của đồng chí Lê Duẩn, thanh niên phải tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của tương lai. Như vậy đấy, tương lai đang rộng cửa cho mọi người, rực rỡ biết bao và đẹp đẽ biết bao. Xong, con đường tới ngày mai tươi sáng ấy đâu có dễ dàng sản dàn dị. Và có bao nhiêu người nằm xuống trong đêm mà không được nhìn một chút ánh sáng của cuộc đời, chỉ là viễn cảnh, nhưng viễn cảnh có thật của ngày mai mình đã yên tâm dần với cuộc đời cống khiến này. Có thể tự hào một chút chứ nhỉ? Xong, vấn đề là phải tự nâng cao trình độ để cống hiến được nhiều và đẹp đẽ hơn. 7 tháng 12 năm 1971. Không ai phút này cảm thấy cô đơn, nhưng Gia Diết vẫn gợi về Hà Nội. Phố nhỏ xe xe đang mùa gió nổi, có chút gì xúc động mãi theo đi bằng Việt nhỉ? Ừ, bằng Việt. Cho một mùa xuân xa Hà Nội, nhưng bây giờ lại đang là mùa đông, lẽ ra đang lạnh. Vậy mà chưa, năm nay rét muộn nên rét dữ, không biết bao giờ mới như trường phước, mãi hôm nay mới thực đông về. Cuộc đời bộ đội xoay như trong chóng, bây giờ thì rối mù rồi, không còn biết ra sao nữa. Lại nằm đây, nghe lũ che vặn mình trong gió mạnh, những khẩu súng nằm thật im ở cuối giường. Giây phút này thật cô đơn, thật lẻ loi, lẻ loi trên cái nền âm thanh của ngày chờ gió. Mãi sớm nay, bọn Lý Tăng mới đi. Lăng đi rồi, lúc 5 giờ sáng, bọn mình mệt còn nằm ngủ, nó không gọi và để lại mảnh giấy nhỏ, chia tay, giản dị và thân mến quá. Ngày mai, có lẽ một nửa đi E4, thế là tiểu đội chỉ còn ba đứa, mình có ba người, ba đứa sống ba nơi. Ôi bài hát ấy, chúng nó đi và có nhớ chút nào đến ba tháng qua, đến những ngày đầu bộ đội. Đêm nay rét đây và chắc là khó ngủ, mỗi người một thế giới trong đêm. Hôm 5 tháng 12, được về qua Hà Nội mấy tiếng đồng hồ mới cảm thấy hết hạnh phúc đơn sơ mà ngày thường không để ý. Xe dừng lại ở bến nứa, mình vội đến luôn nhà các bạn, đến trường. Phố Nguyễn Xu, phố Bà Triệu, ngôi nhà 72 và 57, cửa vẫn đóng và mãi đóng nhìn rõ hơn con đường dẫn vào nhà. Cây nhãn, ô cửa hình bát giác đều, hành lang, mái ngói. Không có ai cả. Hà Nội thật rồi, chứ không phải giấc mơ, không phải là ảo tưởng. Nhưng họ lớn quá, lớn nhanh quá, không gặp bạn trai mà chỉ toàn bạn gái. Xe xuống dốc và qua cúc độc ngoặt, đi chậm lại cho họ vượt lên. Xa lạ, xa lạ mà không xa vời. Họ thay đổi nhiều quá, mình thay đổi nhiều quá, không muốn gọi nữa rồi, ôi cái màu trắng vô tư và yên ổn ấy không muốn gặp con người bởi con người ấy không phải là người muốn gặp chỉ muốn tìm vết trên người yêu dấu trên vỉa hè và dưới gốc cây những người đi đường kia có ai giống mình hay không đi tìm ngày qua trên những nẻo đường và ô cửa thủ đô có ai phải kìm giữ lòng mình và có ai cô độc như mình hay không trường tổng hợp như hẹp hơn hôm qua ít gặp người quen thuộc dừng lại dưới chân cầu thang bùi ngùi và buồn vô hạn tất cả như vụt đứng dậy vụt ảo ra ôi kỷ niệm và đậm đà là bóng dáng như anh hôm qua hôm qua đứng gõ cửa thật nhẹ vụt ảo ra như cửa sông thời sinh viên say mê hổ khởi, dập mình sờ lên vai áo cổ áo cuộc sống vẫn như xưa ồn ào nghịch ngợm nhà cửa vẫn bẩn và ngọn đèn vẫn trải vô vàn đường sáng thêm mấy cặp kính trắng và giáo trình thì khác nhiều rồi, đang học chuỗi Fourier. Sách Hải đi chơi, một lát chia tay ở gốc cây thứ ba, nơi nửa năm trước, ngày 30 tháng 5, chia tay như anh. Hải có biết tại sao mình chia tay với Hải ở đây không? Ở gốc cây thứ ba này, mình đã chia tay với bạn thân yêu nhất của mình. Chỗ ấy, cái miếu nhỏ, ngã tư, văn miếu. Lại đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, thú vị vô cùng, chỉ thiếu như anh, nhưng không sao cả, hạnh phúc bắt đầu từ chỗ biết xa nhau. Tự trách mình, lầm cầm quá, toàn than thở và hối tiếc những gì đã đi qua, hỏng lắm, không được thế nữa. Quả thật, về nhà, ở bên bố mẹ, gia đình sao thanh thản lạ. Cháu hàng vừa ốm dậy, cứ chăm chăm nhịp mình và không nói một câu nào, cả cho đến lúc mình đi suốt đêm không ngủ không muốn ngủ tí nào nằm nhìn đỉnh màn và nghe tiếng thở của gia đình tự dưng thấy mình lớn lên nhiều tưởng chừng có thể che chở cho cả gia đình bố mẹ yếu đi nhiều gầy đi nhiều nhà cửa bề bộn lắm bao nhiêu điều phức tạp dày vò bố mẹ mình không thanh thản như mọi người không sung sướng và nhàn hạ như bố mẹ người vì sao vì sao câu hỏi trả lời dễ và có song ta biết cách trả lời cái ô tô lăn bánh qua cầu Long Biên lại xa Hà Nội, sông Hồng ơi sông Hồng. Bè nửa phơi trên các bãi sông Hồng, nơi tuổi nhỏ ta đi câu cá, những chiếc xà lan ngày ấy nông nổi quá, nay trầm tĩnh ngược sông chờ đá chữa cầu. Qua cửa kính mờ bụi, ta bối rối chào dòng sông đỏ và nhầm đọc vần thơ Lưu Quang Vũ. Thế là lại xa Hà Nội, lại xa thủ đô và biết đến bao giờ tạm biệt ngôi nhà tạm biệt con người đường phố và những dòng cây xanh chảy trên vỉa hè thành phố tạm biệt đôi mắt đen ở trên trời định gửi một lá thư giữa thủ đô cho như anh nhưng lại không gửi được và không muốn gửi hãy tin tưởng đó là điều chủ yếu và quyết định cần gì phải viết nhiều thư khi ta đã hiểu nhau thực sự muốn chiều như anh thật nhiều bởi thương nhớ lắm nhưng cũng muốn như anh vượt qua được cái khủng khiếp của thời gian và xa cách và lại, những anh còn phải học, băn khoăn quá, như anh học hành ra sao, có giỏi hay chỉ nhàng nhàng. Số thế nào cũng ảnh hưởng, kinh nghiệm của bản thân mình năm qua đấy. Viết thư mất ít thời gian thôi, còn lo lắng và nhớ nhung, mong đợi mới chia phối nhiều. Ngẫm nghĩ lại, thấy kết quả của những anh cuối lớp 10 không bằng những năm trước, có lẽ tại mình thôi. Sao mình vô duyên thế và có chút gì dã man? vì cá nhân mình mà làm cả như anh cũng khổ, có lúc nào như anh tự trách và trách mình hay không? Không có thư mình, chắc những anh sẽ nghĩ ngợi, buồn phiền và nghi ngờ, biết làm sao, như anh làm quen nhé, đừng vội trách, ta vẫn dành trọn vẹn trái tim mình cho như anh. Không có gì thay đổi cả, số ở nơi ấy có nhiều thay đổi. Từ nay, ta mãi như hôm qua, mãi nhớ thương và gìn giữ hình ảnh trong sáng của như anh trong tâm hồn không còn ai có thể bằng được một phần nhỏ những điều đẹp đẽ mà ta tìm thấy ở như anh. 8 tháng 12 năm 1971 Cho tới hôm nay thì còn ba đứa, Thìn, Minh và mình. Sợ quá, có cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác thui nhưng rõ ràng không tốt. Một nhóm sáng nay đi bộ đội điều động đến các binh chủng khác, còn tụi mình, sư đoàn cứ giữ cũng chẳng sao cả đâu mà chẳng bộ đội cụ hồ nhưng không khỏi suýt xoa tụi nó sang quá mang danh lính của bộ oai kê mình vẫn chưa đi đâu cả mà tình trạng ăn đợi nằm chờ thế này thì ngán lắm suốt ngày chỉ ra lại vào thở ngắn than dài chim sẻ chim sẻ con chim không đi tránh rét nhỉ về đậu đầy trên lũy tre trước ngõ và kêu ríu rít suốt ngày nghe rối cả ruột Đường 18 vắng hơn cả đường phố vắng nhất của Hà Nội. Mình đi với thìn, ngay ngang giữa lòng đường. Thấy cây chạy đến thật xa, cuối con đường, chỗ ấy mờ mịt và thật mông lung. Con đường, đưa anh đi đâu? Con đường đưa anh về đâu? Có quán hàng nhỏ mấp mé đường. Ờ, à, có một cuộc đời, chứ sao? Buồn, chán, bạn nhỉ. Rất lạ, mùa đông vẫn có nhiều cỏ trắng, con cỏ trắng vỗ cánh trên khoảng độc mênh mông, vừa cày vỡ, màu xanh của mạ non, màu trắng sáng của nước, màu đất phù xa nữa. Non lạ lắm. Sao mình lại ở đây, lại đứng đây, chờ gì, đợi gì? Không muốn nói một lời nào khi tụi trẻ đeo cặp sách tới trường. Biết thời gian trôi đi mà chịu chết, ba năm, sáu năm. Đêm qua, nghe phổ biến tình hình có nhiều biến chuyển có lợi cho ta. Còn lâu, mình mới được đi chiến đấu, phải học tập và rèn luyện nhiều và lại sinh viên họ cũng chưa chịu cho đi chiến trường ngay, lại càng thêm chán. Bọn đi xe tăng lại càng ngán, phải học từ 3 đến 7 năm trên tam đảo. Khi đó, chắc hết Mỹ rồi còn gì, còn đánh đấm gì nữa. Phải tỉnh bơ đi mới được, cả nghĩ càng cảm thấy phiền lòng. Hôm nay, đọc được bài thơ hay, một nhà thơ trẻ Liên Xô có nhiều tứ sáng tạo, táo bạo. Con người thường đi thẳng đứng, nhưng có người lại thích bay nghiêng. 13 tháng 12 năm 1971. Buổi trưa, nằm mà không ngủ được, hơi mệt mỏi, mắt cứ díu lại, đã lơ mơ, mơ một lúc, chật choàng dậy, có lẽ bởi tiếng kéo kẹt của cái võng. Bao nhiêu buổi, bao nhiêu giờ khác tỉnh dậy như thế rồi. Mỗi lần tỉnh dậy, giật mình và cảm thấy bàng hoàng. Thạc ư, thạc mà như thế ư. Hôm nay thì nhớ châu, thật lạ, dạo ở trường suốt ba năm, cấm có thèm nhìn mặt nó, thế mà bây giờ lại nhớ, nhớ và cảm thấy lo lắng vô cùng. Mình đã và sẽ làm gì? Cho mãi tới bây giờ vẫn chưa ra hồn vía gì cả. Các bạn bè của mình, phút này ở đâu, đang nghĩ gì và đang làm gì? Cuộc đời họ thật thẳng băng và dễ dàng đạt tới mục đích. Xin mình thì sao lắm khó khăn thế? Chẳng thể nào hết được nỗi buồn. Đôi buồn như râu tóc, cạo hết rồi lại mọc có lẽ nào như thế, nhưng sự thể là như thế vậy. Toàn ngủ thật vô tư, giờ này có lẽ nhiều người vô tư như thế, và có ai như mình hay không? Ngày tháng trôi đi nhanh quá mà bản thân mình vẫn quanh quần trong cái thất vọng, trong chờ đợi và mong ước hảo huyền. Hai hôm nay, nhận công tác mới, nghe Đạt nói thì máy vô tuyến hai đứa V nặng 20kg liên lạc trong R ER bằng 25km. Thú vị, nhưng đi chiến đấu sẽ bị phát hiện lắm, Sáng qua, học chính trị về tình hình và nhiệm vụ mới, lại thảo luận 13 giờ nữa, ngồi tiếc đứt cả ruột, giá cho về nhà đọc sách lại khoan khoái hơn và có chất lượng hơn. Ngồi họp mà cứ nơm nớp cái áo phơi ở nhà, lệ chúa, đừng mọc cánh, cũng không hiểu sao dân hay lính nữa, đoạt mất tiệt cả ba lô rồi. Tội nghiệp, dân ở đây cũng khổ, nheo nhóc đến thế thì cũng hiếm. Nhà nào nhà ấy, vách khở lung tung, tuổi trẻ bẩn thỉu và mãi tối mịp mới ăn cơm chiều. Bà cụ sống trong ngôi nhà mình ở mấy khổ, con trai bỏ vợ đi bộ đội để cho bà nuôi đứa cháu lên 6 tuổi. Bà già lắm rồi, buổi sáng cặm cụi làm bánh sắn mang bán, đứa cháu gái lần hồi nhặt lá mít về gói bánh. Cái lá nào cũng đầy bụi, nhà cửa chúng hoang chúng quách, có ít cọc tre, để đun cũng bị lấy cắp dần. Sao có kẻ vô lương tâm đến thế? cuộc sống của đất nước còn lam lũ lắm, đầu tắt mặt tối mà nào có đủ miếng ăn, rồi mất cắp, rồi đánh chửi nhau, rồi thiên tai, địch họa, cơm độn ngu, rồi còn độn sắn. Vậy mà những chiếc lá che kia vẫn dịu dàng, vẫn đưa ta vào cõi êm ả à của tâm hồn, thật lạ biết bao. 14 tháng 12 năm 1971 Tâm hồn con người thật kỳ lạ, hay đúng hơn tâm hồn mình thật kỳ lạ sao có người lại vỉa hè như thế được tự dưng mình lại nhớ tâm bây giờ chắc tâm nó học được nhiều rồi và chắc cũng có nhiều thay đổi cuộc sống có khi nào ngừng lại nhất là với tuổi trẻ nhanh quá mấy hôm nào đi học mấy hôm nào ngồi trong cái lớp mới dạ bây giờ đã ở đây rồi ngày mai nữa sẽ ra sao thực ra tâm cũng là bạn tốt và kiếm có rất ít người con gái khiến người ta vừa mến vừa phải kính trọng Thầy đàn đã nói với mình như vậy khi nhắc đến tâm. Nhớ bạn, nhớ trường, các học trò của Yên Hòa B giờ mỗi người mỗi ngả và phút này ai buồn ai vui. Riêng mình, nào nào nhớ, hơi buồn một chút mà lạ thật, nhớ ai mình cũng chỉ nhớ nét cười của họ, ai cũng có điệu cười thoải mái và dễ dàng. Lâm bây giờ ở thành phố quái quỷ nào rồi nhỉ, rồi chị Phương, Châu Phương Đồng, ôi tụi nó, nhớ làm quái gì nhỉ, xấu hổ không kìa, đừng vớ vẩn nữa. Đọc lại thép đã tôi, đêm qua dừng lại đúng ở công viên thương mại, Pavel và tôi nha, sắp vĩnh biệt nhau rồi. Anh trước hết là người của đảng, sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng. Và sau cùng, Pavel không nói nữa. Cuộc đời tất nhiên sẽ là như thế. Nhìn mớ tóc bồng màu hạt dẻ của tôi nha, Pavel thấy ái ngại vô hạn. Anh chưa hết tình yêu người bạn thời thơ ấu, nhưng bây giờ Pavel không còn là cậu bé Pavelusa ngày ấy nữa. Anh không yêu một lần, tình yêu đầy thi vị của buổi thiếu thời chỉ mới là nhập môn thôi sao. Thật đáng buồn, nhưng sau hai người chia tay nhau, chóng vánh đến như vậy, chỉ mấy ngày thôi. Có nhiều lúc mình thấy chán những trò đời như thế. Hồi mới đọc Astropki, rất thú vị với tình bạn Pavel và Tonya, nhưng bây giờ thấy nó cũng bình thường và có chút xỉa hơi mòn cũ, không lẽ em, mình đã già cỗi đến như vậy? Và lại, đọc nhiều lần nên cũng mất nhiều hứng thú. Mình thấy ngòi bút của Astrovsky và Anh Đức có gì giống nhau trong cái cạnh biểu hiện tình cảm. Boris Polivoy riêng biệt hơn và độc đáo hơn chăng? Meresep và Pavel, những người đầy nghị lực và có thể nói được họ đã đi tới mục đích của đời mình. Đôi lúc, mình có cảm giác tội lỗi rằng mình đi bộ đội là tạm thời thôi, hình như xa nhà chỉ vài ngày và không lâu nữa lại trở về Hà Nội, lại tàu dừa và cái chợ ồn ào buổi sớm buổi chiều gặp bố mẹ và các em. Chỉ thoáng một tí cảm giác về ngày ra trận, mình sẽ làm những gì trong những ngày không bình thường ấy. Thật kỳ sợ khi phải vĩnh viễn xa gia đình. Kể ra, bây giờ mà chết thì thật đáng tiếc. Những ngày còn bé, những lúc đi học chẳng bao giờ phải phiền toái đến chuyện đó cả. Chỉ minh man với tương lai anh sẽ làm gì và sống ra sao nhưng bây giờ, những ý nghĩ đó mọc ra. Khó gì đâu, cái chết chỉ một phiên đạn lạc hay một hơi bom. Sợ thật, bi đát đó không trừ một ai cả. 17 tháng 12 Mưa đêm, cũng không còn biết mưa đông hay mưa xuân nữa. Năm nay rét muộn và rét không dữ lắm. Rét sơ sơ rồi lại ấm dần lên. Con người và thiên nhiên. 18 tháng 12 năm 1971 Tuổi trẻ đi cổ động, không thấy thầy giáo nào cả, chỉ toàn cô giáo, những cánh chim đỏ bay trong gió chiều. Mình ngạc nhiên khi nhìn con đường mòn lên đồi đá, màu tím, màu lam và mờ mờ xương. Bầu trời giống như tấm phông trên sân khấu. Mọi cái đều chỉ như làm bằng giấy, nếu như bọn trẻ không đánh trống họ gieo trên đó. Nhiều lúc, mình ngạc nhiên và không thể nào tin được những đứa bé rất ngây thơ và kịch ngợm kia lại có lúc cao lớn bằng mình, lại mọc sâu và chúng gậy và cũng khó mà tin rằng mình cũng có những phút giây như thế, mọi cái trôi nhanh. Mai là 19 tháng 12 rồi, ngày toàn quốc kháng chiến năm ngoái, buổi chiều như thế này mình đang trên các bốn nghe thể giáo sảng. Năm nay đứng trên đồi và nghe cuộc đời mở mắt, thật không thể nào định liệu được ra sao nữa. 18 tháng 12 năm 1971 thì thế, 18 tháng 12 năm 1972 sẽ ra sao? Lúc đó có còn được ngồi mà viết thành thơ như bây giờ không? mọi cái đều không lường trước được. Ba ven, khi nghe bản nhạc ơ này quả táo, dạo dực đến nhảy lên mà khiêu vũ, anh cũng không ngờ đó là lần khiêu vũ cuối cùng của cuộc đời mình. Ba giờ sáng, trời mưa nên tiền giấc, cơn mưa rất lạ, ít hạt và lốc đốc trên mái ngói. Mình cứ nghĩ đến cái gì đó đang nảy mầm. Thôi được, đồng ý gọi cơn mưa này là mưa xuân. Lúc nãy hơi mưa mát mát, bây giờ lạnh. Hôm nay viết thế thôi, lưỡi tre vẫn vặn mình không ngớt cái lưỡi tre thân thuộc mà như anh ao ước. Không nhớ cụ thể sáng người như anh được, mọi cái đều thấp thoáng mờ ảo. Lúc này như anh làm gì nhỉ, lúc này, lúc này. 20 tháng 12 Ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, mặt trận của mình chứ còn của ai nữa, Mai là giải phóng quân rồi chứ tưởng à. Cũng không ngờ như bao chuyện không ngờ khác. Hôm nay tất cả mọi người đều phải đeo quân hàm chờ đón 22 tháng 12 mà. Đi ra đi vào đều gặp màu đỏ, đều gặp những ngôi sao. Gần làm, xong nhà bếp, sắp quen với Duy, với mẹ rồi. Cái đục, cái chàng, cưa, buồn cười nhỉ, ai lại lấy những cái tên ấy? 21 tháng 12, anh con trai nhà bên sắp đi bộ đội, sớm mai sẽ đi thì phải. Bạn bè đến chơi đông và chắc là bồn chồn lắm. Chà, có gì mà phải tiễn, tôi là lính cũ rồi, đi bộ đội bình thường thôi, giản dị mà lên đường và kiêm nhường khi trở lại. 22 tháng 12 Ngày thành lập quân đội, được nghỉ cả ngày, Hùng rủ mình đi phố mới chơi, có hơi thở của Tết rồi, quân đội mình 27 tuổi, vậy thì 22 mười 12 năm 74 sẽ tròn 30 tuổi, lúc ấy mình sẽ ra sao? Buổi chiều định rủ năm đi phả lại, mình thật yêu dòng sông vừa hùng vĩ vừa êm dịu. Mấy tân binh được người quen đi tiễn có vẻ sung sướng lắm, khi đi thì vui, khi nghĩ lại bùi ngùi. Nhưng chỉ đi được đến Đông Du là cục hết, khóc, không chịu một ai, khôi mình đi, nào có khác gì, buồn cười nhỉ. Thứ năm, ngày 23 tháng 12 năm 71. Bắt đầu mở p 105 máy liên xô kiểu 1954, không có gì phức tạp cả. Hai đài đáy liên lạc rất đẹp với nhau, còn đài trưởng mạng chịu chết. Anh Lộc hẹn liên lạc từ 21 giờ đến 21 giờ 30. Mình cảm thấy trong liên lạc vô tuyến, sự tôn trọng kỷ luật là điều rất quan trọng. Xài tình xê là hỏng ngay, ồn và rất khó bắt được liên lạc với đại bạn bên ưu tiên hai có vẻ đông đúc hơn mình họ nói ồn ào vào trong máy và rất thú vị đến nỗi hát tướng lên bài gì không nhớ hình như một bài có hoa đào thì phải dĩ nhiên là ướt nhèm Mãi tìm sóng mãi không thấy một tám hai năm mò sang nhà mấy cả đã lăn quay ra ngủ thật tệ nhưng máy vẫn bắt được sóng của một đài lạ kulikov chỉ phát sóng ra năm km đài kia hỏi anh đã mượn được xe chưa đồng hồ chỉ 22 giờ, chỉ kém vài phút thôi. Con nhà thông tin có mặt suốt đêm ngày. Hôm nay năm ốm rồi, vạ vật mãi, chịu sao nổi, không ăn uống được gì cả, ly bì suốt. Sơn từ máy 4950 gọi năm díu xít, nhưng nó nhức đầu quá, không thể trả lời được. Mình bị đau tai do liên hợp nghe, nói ép vào. Nghe nói đi vô tuyến có hai thứ bệnh, viêm họng và đau tai thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 71. Cấp cuốn sách vào và suy nghĩ về Pavel, những trang cuối của tiểu thuyết để lại cho mình nhiều chấn động mạnh hơn cả. Mình chú ý nhiều đến bức ảnh Pavel ngồi như một ông già, nhưng sôi sục ngọn lửa sống. Lúc ấy ở bên bờ biển và ánh nắng đã nhạt dần, cái gì nấp đằng sau con người ấy, cái gì làm nên nghị lực phi thường và dễ hiểu của Pavel. Thật dễ hiểu, Sao Pavel có niềm khao khát trở về đội ngũ như thế? Cuộc sống dồn anh vào góc tường và kính thấy thần chết đã lần đến cổ anh. Nhưng anh vùng ra, vùng ra và trở về với ánh sáng mặt trời. Kiêu hãnh thay người cộng sản Xô Viết ấy. Dạo ấy Pavel mới 24 tuổi, 3 năm của thời 20, anh đã sống say xưa, sống cấp kép và mạnh mẽ. Cưỡi trên lưng con ngựa cụt tay trong lữ đoàn Bundioni, anh đã đi khắp miền đất nước cuộc sống của anh là một dòng mùa xuân bất tận giữa cuộc đời, đó là cuộc sống của người đảng viên trẻ tuổi, cuộc sống của một chiến sĩ hồng quân. Mình thèm khát được sống như thế, sống trọn vẹn cuộc đời mình cho Đảng, cho giai cấp, sống vững vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và cuộc cuộc đời riêng. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy hổ thẹn với mọi người, hổ thẹn với Pavel, Pavlusa thân yêu, mình chưa phải là một đảng viên. Buổi chiều đang họp anh Lộc gọi ra sân và hỏi mình có giấy cảm tình đảng không? Lúc đó chỉ khơi thoáng qua một ý nghĩ còn mờ nhạt. Sao mình tới giờ vẫn chưa thấy gần gũi với đảng của bác Hồ? Anh Lộc bỏ đi, khi mình lắc đầu, mình như có lỗi gì đó, cái lỗi rất lớn mà bấy lâu mình không biết. Đảng viên, một người đảng viên, Pavel là một người chân chính, một đảng viên chân chính, Dĩ nhiên rồi, đó phải là người con của giai cấp suốt đời trung thành với đảng và cống hiến cả đời mình cho cách mạng. Mà mình dường như vẫn còn nhỏ lắm, trẻ con lắm, chưa là người lớn đâu, mình còn cá nhân lắm, nhỏ nhiên và ti tiện, so bì thiệt hơn, đòi hỏi bao nhiêu thứ, cuộc sống của mình không bằng một phần trăm cuộc sống của Pavel. Còn lý lịch nữa, lý lịch phải trong sạch, mình không biết có sao không, dù sao, đó chỉ là điểm rất nhỏ, cái cơ bản là mình có thật sự sống và làm việc như một đảng viên chân chính hay không sao trước kia mình không hề lúc nào nghĩ đến điều đó cả có phải vì mình thấy đảng quá cao siêu và mình không thể nào với tới có phải vì mình kém nghị lực chiến đấu kém tinh thần vươn lên và cam chịu sống cuộc đời riêng biệt tẻ nhạt với những rung động êm đềm có phải vì mình thấy trước được những trở ngại không thể nào vượt qua được mà cảm thấy phiền lòng cảm thấy nhụt dần hứng thú hoạt động tập thể mà tuổi nhỏ rất nhiệt tình tham gia. Anh Thỏa hỏi mình trước kia có tham gia công tác đoàn gì không? Mình lắc đầu, đoàn viên thường thôi, dĩ nhiên có nhiều lý do, nhưng một phần do sự lười công tác. Mình đổ đốn như vậy nữa đấy, đổ đốn đến như thế nữa. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 71 Vừa họp tiểu đội, nội dung chủ yếu giới thiệu gia đình và bản thân, mình có muốn kể một điều gì cả. Các bạn dẫu có khổ, dẫu có vất vả, nhưng không ai có một hoàn cảnh như mình. Các bạn hỏi về người bạn thân nhất của mình, vẫn lắc đầu và chắc sẽ còn lắc đầu mãi mãi. Mình không muốn kể cho ai, nhất là cái tập thể đông đúc này, những dòng tâm tình của hàng cây bên đường Nguyễn Ái Quốc. Cho tới giờ đây, nhiều lúc vẫn ngỡ ngàng, như trên đầu một đám mây vội vã, mình vẫn chưa hẳn tin những ngày qua là có thật. Lạ lắm, phải không như anh Và cả mình nữa, vẫn lạ lùng Nhưng anh có biết rằng, mình yêu như anh không Tội lỗi, một tội lỗi Mau như anh đừng biết Và chóng tìm thấy hạnh phúc của đời mình Noel đấy, vùng đất Không có nhà thờ nào cả Tối qua, nhà thờ lớn chắc sung chuông dữ lắm Và cả đại xuân nữa 28 tháng 12, năm 71 Lại bỏ nhật ký, mất mấy ngày Bận nhiều và chẳng lúc nào được sỗi sãi nữa. Vừa báo động hành quân lúc 9 giờ 30, sắp đi ngủ, đeo máy đằng sau và ba lô đằng trước như lính nhảy dù. Trung đoàn trường hôm 26 tháng 12 kiểm tra đơn vị chưa sẵn sàng chiến đấu lắm, lại rèn, lại rèn, thế mới tốt mặc dù hơi khổ đấy. Suốt mấy hôm tập trên máy, khá căng, tai mình hơi ù và cũng thấy sức khỏe giảm xuống. Buổi sớm dậy không được nghĩ ngợi nhiều nữa và phải tập thể dục luôn đang đọc hải ô của Buriscope, nhưng rời rạc lắm vì không có thời gian. Mình luôn nhớ như anh, cảm xúc ấy trở đi trở lại và luôn luôn mới mẻ, luôn khiến mình phải bàng hoàng. Đã khá lâu rồi chưa thấy thư như anh, và cũng rất lâu chưa nhận được thư của ai cả. Hơi rảnh trong chuyện đó, nhưng nó lại đem đến một sự lẻ loi, cô độc mơ hồ nào đó, không sao cả, tự xưng, mỗi người lính đều nghĩ đến anh hùng Nguyễn Trân, người chiến sĩ cộng sản triệt để, người sư trừ dũng mãnh của sư 304, phải sống như thế và lẹ rèn luyện như thế. Xóa bức đã về, và xa xẻ đã nhăn nhúng lại, có một câu thơ khi đón cơn gió ấy về. Có những lúc, con người trở nên tầm thường đến phát sợ, Trường hợp mình cũng là một điển hình khá sinh động đấy. Mình cũng không hiểu vì sao nữa. Tờ báo của chi đoàn hôm nay đã xong, mình nộp bài thơ Cái ba lô xinh xắn mà mình cũng khá yêu. Khi thấy Ban Văn hóa Văn nghệ xem cái bài nộp, mình cứ thấp thỏm, nhức nhộm xem thái độ của mọi người đối với bài thơ nhỏ ấy của mình. Đúng là lúc ấy, có cảm giác mong nhìn thấy mọi người vô lấy và truyền tay nhau đọc, miệng hỏi bài của ai đấy nhỉ? Chỉ có chữ hai đúp lập ve thôi dĩ nhiên cũng có người khen và cũng có người chê nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình cũng thật dở làm gì cái câu khen ấy và câu chê ấy anh tài giỏi ư lạ thật lên mặt với cái tụi này thì cũng xứng danh thạc thật đấy mau xóa đi cho luồng suy nghĩ hèn đến ấy phải cao rộng hơn lên say pìa với Romeo và Juliet đấy như thế quang và năm lại mùa rồi còn mình đừng có lười nữa sống say mê và dồn ép lại, đừng để những tháng ngày trôi qua vô vị nữa. Nghĩ đến các bạn lại giật mình. Như anh của mình đang nghĩ gì bây giờ nhỉ? của mình sao đơn giản thế? không phải đâu. Như anh chẳng phải của mình đâu. Nhưng nói ở đây thì có sao? có ai biết đâu mà sợ. Như anh là của thạc nhé. Một như anh hư ảo mà trên trái đất này không có. Còn như anh thật. Ừ, như anh cứ sống và vui vẻ với cuộc đời êm đẹp. Rồi hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến với như anh. Còn mình chỉ nếu giữ lại như anh trong tâm hồn mình thôi Như thế như anh đỡ khổ và mình cũng đầy đủ Đầy đủ Như anh, như anh biết không Chúng mình phải vĩnh biệt nhau đấy Chúng mình không được sống gần nhau đâu Như anh có cảm thấy buồn cái vĩnh viễn, viễn xa thạc hay không? Thạc biết lắm, biết nhiều lắm những gì ràng buộc mình với Như Anh và những gì ngăn cản chúng mình. Như Anh, Như Anh quay đi đi, đừng nhìn vào Thạc nữa. Ờ, thật lạ, tự dưng mình lại có những lá thư như thế nhỉ Bắt đầu điên đấy Nhất là về đêm khuya Đoạn thơ ấy thế này Thấm ướt làn môi cho đỡ hanh hao Nghe đợi gió thổi vào lòng xe sắng Mọc lá xanh non chỉ cành lim trắng Cái lá xoan vàng úa cả mùa đông Đi ngủ thôi mệt và đã khuya lắm rồi Thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 71 Rất lạ, Mấy ngày trước thì khá là vất vả, làm việc luôn có lúc nào được rời máy. Còn hôm nay thì rỗi rãi đến kinh khủng, máy thì hỏng kỳ cạch chữa cả chiều. Đến lớp rồi lại được về, tạm bỡ, bạ đô giảng đấy, nói đấy và những cái gì đơn giản như học sinh cấp 1. Thật là học bao nhiêu ngày rồi mà kiến thức không bằng một giờ trên giảng đường tại học. Tháng ngày cứ đi qua như thế, tiếc lắm nhưng không biết làm sao cả. Vẫn cố gắng đọc trai ca, nhưng đến trang 106 rồi mà chỉ cảm thấy hấp dẫn gì cả, chỉ muốn xé đi thôi. Nội dung thì tạm tạm được, nhưng câu văn thì rời rạc, buồn tẻ và chán ngắt. Không, bản thân chữ rời rạc, buồn tẻ và chán ngắt cũng đủ hay hơn những lời văn chết dẫm ấy. Điều hấp dẫn và cứ hẹn mình chỉ là giải thưởng Stalin 1950 mà cuốn sách giành được. Mình nghĩ có lẽ do người dịch, Hiền khang, người dịch cuốn làm mẹ của Kulava mà trước kia mình ghét cay ghét đắng, bây giờ lại làm mình ghét đi sang cuốn sách này. Chú thích chẳng ra đâu, vào đâu mà khơi một tí lại người dịch. Cuốn tiểu thuyết còn mới nguyên mà mình đã xé mấy chỗ chú thích như thế. Thế mới biết cái khoe khoang hợm hĩnh nhiều khi làm cho người ngoài tức lộn ruột lên. Vẫn chưa thấy thư như anh gì cả, và mọi người cũng đều im lặng làm sao hình như ít ra là một tháng riêng năm 1972 mới bắt đầu có thư theo địa chỉ hòm thư mới. Tình cảm của mình và suy nghĩ của mình biến động lắm. Hôm nay đọc lại trang trước đã thấy cái sợ kinh khủng của tâm hồn mình. Sợ lắm. Thạc ạ. À, phải sống kiên định. Chứ nghi ngả như vậy chẳng làm gì được cả đâu. Lúc này sao mình khó tính như thế? Thầy mấy con ngồi bên cạnh thợ phì phì, mồm nói nhai cái gì nhồm nhòm là mình tức điên lên được. Năm thì vừa ngó vào xem mình viết gì, tò mò, tò mò, mình cách um lên, rồi nó lại lấy mật ngữ của mình ra học. Sao không lấy của nó, tay thì bẩn, lại làm nhem nhuốc hết cả cuốn sổ vừa chép rất nắn nót tối qua. Mình ích kỷ, thật. Nhưng có lẽ cái tính bẩn thiểu ấy không phải tự dưng có ở trong người mình. Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 71, ngày cuối năm, khoảng 6 giờ tối, còn 6 giờ nữa của năm 1971, lại đốt một điếu thuốc, buổi chiều lại đá bóng. Bao giờ cũng vậy, mình muốn có một cái gì kết thúc vào cuối năm, cầu mong cho một năm mới tốt đẹp. Năm 1972, mình đã tròn 20 tuổi, thạc ư, đấy, thằng bé con của ngày xưa lưu lộng, giờ đây đã được thực sự là người lớn. Con đường mình chọn, con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn, không còn phải đắn đo gì nữa, Thà cứ đi theo con đường này thôi, con đường không đòi hỏi đền bù lại điều gì và chọn đời cống hiến cho đất nước. Mình không muốn dành cuộc sống của mình cho một sở thích cá nhân, mình muốn làm theo yêu cầu của tổ quốc. Phút giây này, mình thấy trong người ớn lạnh, muốn dùng mình một cái và lột xác, có ai biết ngay điều này không? Ôi, giá mà có như anh ở bên, ở ngay đây chỉ một cái bàn cũ, một ngọn đèn dầu sáng đỏ và trang giấy mở đời, trang giấy trắng dành cho những ngày mai Muốn nói một câu gì với Như Anh Đêm nay Như Anh sẽ làm gì Ở đó Người ta đón giao thừa vào đêm nay phải không Như Anh Như Anh đang đứng bên người bạn nào của mình Chứ một mùa xuân nào của chung hai đứa Mùa hè luôn Và sau đó là mùa thu Rồi xa nhau Mùa xuân đến không làm mình vui lên Không làm nỗi buồn đau của mình dịu lại Chỉ có những gì say sức Và dằn vặt dày xéo tâm hồn mình chỉ còn 6 tiếng, 5 tiếng nữa thôi. Phải dành 3 tiếng cho quân đội, còn sau đó là của riêng mình, rất riêng. Từ giã 1971 Thứ hai, ngày 3 tháng riêng năm 1972. Bận nhiều rồi và niềm vui cũng tăng dần với khối lượng công việc. Vào năm 1972, thấy khoan khoái, khỏe quắn và hầu như ba hôm nay không có điều gì đáng buồn cả, sung sướng biết bao, được làm việc và vui như những ngày đầu năm này. Thứ năm, 6 tháng riêng năm 1972, ở trên ngọn đồi phơ phất bạch đàn non, nhiều đống đá xếp hình khối, mình bắt gặp một cái cúc áo màu xanh cánh trà. Hẳn đây là cúc áo của một cô gái nào đó, sao họ lại đến đây và đánh rơi một chút gì bâng quăng cho khách lạ. Mấy đêm qua đều hành tín, gió mạnh, bút lạnh, từ khe trời tím thẫm, tuyệt nhiên không có một vì sao nhỏ, đài phát sóng của mình đi theo hướng phả lại và nằm trên một đống rơm bề bộn trong một góc tường của cô nhà đồ, trường phước khi viết câu thơ. Những tối mênh mông đường không đuốc lửa, xương đẫm mũ anh thấm cả lòng em. Chắc anh ta cũng ở vào một đêm như đêm nay, ừ, đêm nay bút lạnh, gió thào thào trên đỉnh đầu lồng lộng, xương xuống lạnh tê dại. Có cô em nào thấy lòng thấm lạnh xương đêm đang phủ ướt mũ mình? thứ sáu ngày 7 tháng riêng năm 1972. Cái đẹp đẽ của cuộc đời, cái tươi mới của cuộc đời nhất định không đến cái anh bo bo giữ gìn cái tôi của mình. Cũng có một thời kỳ như thế, mình luôn luôn lo lắng cho bản thân, mình luôn hướng tới tương lai, nhưng tương lai trong suy nghĩ của mình là một màu hồng rực rỡ pha chút gì, ánh biếc phủ hoa. Cái tương lai đó bó hẹp cho một hạnh phúc ngọt ngào, cho một niềm mê say học tập, nhưng học để mà học, để mà có triển vọng, nhưng mãi không thấy chút thành quả gì. Bởi ước mơ, phù phiếm, nên khi vấp phải thực tại cô khóc, mình chưa kịp quen ngay. Không ít thanh niên sớm chán nản với cuộc sống này, muốn trốn tránh, muốn hưởng thụ mặc dù bản thân mình chưa cống hiến được chút gì. Hình như mình cũng thuộc vào loại đó, chán nản, buồn, buồn lắm, mênh mông như buổi tối tắt đèn. Gặp nhiều người chán nản như thế, mình tự rút cho bản thân một điều quan trọng, mình sống họ ư? Chẳng lẽ mình sống họ trong cái bi quan hèn mặt ấy chăng? Nhưng ngày đó qua rồi, mỗi ngày lại thêm một ngày đẹp đẽ. Ao ước gì ở ngày mai khi hôm nay được nhìn, được cảm cuộc sống xôn xao của dân tộc, cô gái mặc áo da trời bơm thuốc trừ sâu, những cánh buồn lên cải tạo ruộng đồng sau trận lụt và lũy tre thân thuộc. Bốn mùa lúc nào lá cũng xanh, lúc nào cũng thì thảo muôn điều kỳ lạ cảm ơn tổ quốc cảm ơn những cánh cỏ trắng mút của ca sao cho ta niềm hạnh phúc cho ta niềm tự hào ta lớn dần lên với tuổi với cuộc chiến đấu này bao giờ để ta hoàn toàn có thể xoa tay mà hài lòng với cuộc sống của mình còn lâu lâu lắm nhưng bước đầu này sung sướng biết bao tổ quốc vẫn dựng xây và đánh giặc hai hòn gạch vẫn gắn chặt vào nhau nhờ nhiệt tình của con người cộng sản trong ngôn ngữ của ta bớt dần tiếng tôi tiểu đội trung đội, ta muốn nói đến những trung đoàn, những sư đoàn can thép, dân tộc ta đã lớn lên. Trên đầu ta đã có nhiều sợi bạc, không, ta không gọi đó là tóc bạc, có chút gì phui pha trong từ ngữ đó. Ta muốn gọi đó là những sợi tóc trắng, những sợi tóc trắng trong, bởi những gì đẹp đẽ trong ta có bao giờ phai nhòa cho được. Thứ hai, 10 tháng giêng năm 72 Năm ơi, năm đang ở đâu rồi, Thật không ngờ chiều qua lại là lần cuối cùng hai đứa ở bên nhau. Còn bây giờ xa lắm rồi, xa lắm nếu năm không quay trở về đội ngũ, Đào ngũ. Thật không thể tưởng tượng được. Đêm nay, bơ vơ ở đâu, ở trên một chặng đường xe lửa hay một con đường lay lứt. Năm có cảm thấy lạnh lùng, trống rỗng hay không? Chắc mày chắc tao lắm hả? Ừ, tao tự trách mình nhiều lắm. Sao đẹp mày như thế? Sao đẹp mày như thế? sao trước kia không thương mày nhiều hơn nữa, không gần gũi mà hiểu mày hơn nữa. Giấy truy nã mày, tao cầm trong tay đây. Sớm mai sẽ có người xa lạ nào cầm đọc, người ta sẽ nguyền rủa mày, kinh bị mày, năm ơi. Năm ơi, quay trở lại đi, quay lại và rủ thằng thôi nữa, đồng đội và tao đang chờ mày. Cái giường ọp ẹp vẫn dành chỗ ấm nhất cho mày đó, sao mày lại bỏ đi mà ngủ trên một quãng đồng trống trải, lạnh lùng. Năm à, quay lại đi thứ ba ngày một tháng riêng năm 72. Điều gì không lành đang chờ đợi mình đây, tự nhiên mình linh cảm rất rõ cái gì. Đến ngay bây giờ xem mình tự hiểu điều đó rất dễ xảy ra, rồi hậu quả sẽ ra sao, ai là người đóng vai trò quyết định trong tấn bi kịch ấy. Không sao cả, ta đang chờ đón nó, hãy đến đi xem, không buồn đâu, không nản lòng đâu, chỉ càng thêm vững vàng. Và bình tĩnh trong tâm hồn, sắc lạnh, cứng lên đây, Ta không cần gì cả, hãy bay đi tất thảy những gì hôm qua sưởi ấm lòng ta. Hình như những điều đó giờ đây không đủ sức kéo ta trở về những ngày đau đớn vừa qua nữa. Trong hai nhân vật đó, ai sẽ là người quyết định mở màn? Màn đã mở chưa? Ta chờ đợi từ rất lâu rồi. Thứ tư, 12 tháng riêng năm 72. Đôi lúc nhìn thấy chữ như anh lại giật mình. Mình quen rằng cuộc đời mình có như anh từ bao giờ nhỉ? Không rõ nữa. Nhưng cứ ngẫm lại nhìn lại chữ mình quen viết đó mình không khỏi bàng hoàng lạ thật sao như anh lại cứ xuất hiện trong nhật ký của mình sao như anh lại cứ đứng ở nẻo khuất của lòng mình thật đáng sợ khi so sánh mình với như anh sao như anh không nhận thấy điều ấy nhỉ ngày nào trong tương lai như anh sẽ nhận ra khi đó chắc cũng chẳng có dịp mà trở lại nữa dù có tưởng tượng giỏi đến đâu mình cũng không thể hình dung lại được tương lai của mình thế nào mù tịt chán quá, nghĩ bao nhiêu điều mà viết ra toàn những điều tầm thường, chẳng viết nữa. Đọc trên báo trường C23, ta đi hôm nay cũng không là sớm, đất nước hành quân mấy chục năm rồi, ta đến hôm nay cũng không là muộn, tổ quốc còn đánh giặc mãi không thôi. Thực ra, đó là câu thơ Phạm Tiến Duật trong bài Chào những đoàn quân, câu thơ thật đúng với mình giờ này, ta không còn là người mở được nữa, chỉ là người tiếp bước thôi cha anh cầm súng chống ngoại xâm suốt hàng thế kỷ nay sức đã kiệt phải dốc ra cái vốn quý đội ngũ trí thức ai dám bảo ta còn sung sức lắm không dân tộc ta đã hy sinh nhiều rồi và còn hy sinh nữa nhưng độc lập tự do thì không thể nào để mất lúc này ta được đi và phải đi bộ đội tổ quốc đưa vào tay ta khẩu súng đừng trốn tránh Đồng chí Lê Duẩn nói, thanh niên, hãy lấy sự hy sinh phấn đấu cho cách mạng làm hạnh phúc cao cả nhất của đời mình, đừng để cho tình cảm cách mạng nguội lạnh vì những tính toán được mất cho cá nhân. Như anh ơi, phải chăng đó là câu trả lời mà bốn năm sau, Thạc phải nói với Như anh, cũng chưa biết chừng, bởi vì bốn năm trong quân đội, con người lớn lên ghê lắm. Vẫn trên báo tường C-23, vì uống nước nhiều sông nên khác nhau giọng cười, vì yêu quý màu xanh nên họp thành tiểu đội cái thứ ấy hơi sống bế kiến quốc, nhưng tạm được. Thứ năm, ngày 13 tháng riêng năm 1972. Nhớ rằng thông tin là có nhà sáng đi bốn phương chiều về tổ ấm. Hãy cao thượng hơn nữa, đừng để hối hận khi mỗi đứa một phương. Thật đáng tiếc, hôm nay cũng chưa phải là trọn vẹn lắm. Cuối cùng, tỏ rõ một điều mình chưa tự chủ được từ mai cần bám vào tập thể cho dạn hơn, đừng lẻ loi một mình mà phải đấu tranh gay gắt với bản thân. Ngoảnh đi ngoảnh lại, phút mình vô tư nhất lại là lúc ở trên sân bóng, lúc đó ngoan lắm, đáng yêu lắm, mãi không có thư, mai sẽ thế nào, mong lắm rồi. Thứ sáu, ngày 14 tháng Giêng năm 72 Hải thượng lãn ông nói, ghét muốn xúc đất đổ đi, thật đúng với tâm trạng của mình. Càng ngày, mình càng trở nên gây gắt với anh chàng cùng tổ. Bà dính vào việc gì, có hai đứa là mình khó chịu, khó chịu thành ra xét nét, và càng xét nét càng khó chịu. Cứ thế này, không khéo chẳng bao giờ ưa anh ta mất. Kể ra thế thì cũng tệ thật, nhưng không làm sao khác được cả. Số mình có cao thượng, có nhường nhịn đến thế nào đi nữa. Nhưng cái gai mắt vẫn là cái gai mắt, mà sao lại cho nó vào nhật ký của mình nhỉ? Giá mà nó không chạm vào một phần cuộc sống của mình thì đừng hòng chen vào đây. Chẳng thèm nhìn mặt nó nữa, chẳng thèm gọi tên nó vào đây nữa. Chốt trên cao điểm 84,2, đúng ở ngọn đồi chuồn chuồn đỏ. Hôm nào ngồi với anh Châu, bây giờ thì kém xúc động nhiều rồi, chỉ còn công việc. Tại sao con người khi lớn lên hình như thích khoe khoang và lên mặt thế? Dẫu đến với ai, mình cũng có cảm giác người đó đúng đắn hết thảy Nói điều gì, họ cũng dường như khẳng định và có một thoáng nghi ngờ. Sau khi nghe họ nói và nhìn hành động của họ thật khác nhau một trời một vực, mỗi người đều có một quan niệm sống nào đó đúc kết thành lý luận. Và chắc lý luận đó được trình bày nhiều lần trong các cuộc trà lá nên họ nói chui chảy trơn chu lắm. Đấy là mình nhận ra khi xem anh Thạc, Quyên và nhiều người khác nữa lại suy nghĩ về những bức thư tự dưng mình sợ đọc thư của người khác nó chán và gây cả cái dịp mòn sáo rỗng tuyết cho vô vàn cái đẹp của thiên nhiên chăng gió mây mưa sương sớm hỡi ôi nó không còn mới mẻ nữa hay sao và lúc này có một lá thư nào gửi cho mình mà chưa đến tay mình hay không có thư cũng không vui gì lắm nhưng không có thư lại càng buồn hơn mấy hết tuần nay ít gửi thư và có lẽ vì vậy mà không xảy ra phản ứng hai chiều. Mình cảm thấy cuộc sống này thế nào ấy, người ta sống chưa thật lòng với nhau, còn kèn cửa, còn ganh tị và chưa thương yêu nhau như mình mong muốn. Dĩ nhiên, mình cũng là những người như thế thôi, chưa thể làm khác được. Mà thôi, cuộc sống có lẽ chẳng thể tốt hơn được khi những vấn đề cấp thiết nhất chưa được giải quyết phải tạm bằng lòng chút nào vậy. Và nếu chưa đủ sức đấu tranh, hãy tạm kìm mình cho êm ả. À. Mình hãy sống tốt đi đã, rồi hãy bàn đến tương lai. Đúng như như anh nói, mọi cái chỉ là tương đối thôi, cả nỗi nhớ cũng vậy. Mình vẫn không quên những ngày tháng 8, 9, 10, 11, 12. Mấy tháng nhớ bạn, nhớ những kỷ niệm trong lành. Cảm giác ấy không sao tả được, nhưng nhớ rất rõ còn bây giờ những gì sôi nổi lắng dần xuống cứ thế có lẽ lại tốt hơn cơ đấy mình không quên như anh nhưng nhớ ít thôi ít hơn trước hình ảnh thân yêu ấy chỉ chợt thoáng qua rồi lại biến đi không nhiều trong một ngày mình cũng không có ý định bắt mình phải nhớ đến kể ra nhớ đến thì cũng tốt nhưng nó cứ bắt mình phải nhớ đến cái gì đó mơ hồ nhưng cụ thể biết chừng nào mà lúc này đâu được làm như thế rất khó kìm giữ được mình lại miên man hoài không mình nhất định không quên như anh, xong lúc này bớt nhớ đi mà làm việc là đúng đắn nhất. Mình tin rằng những gì tốt đẹp mình đã và sẽ dành cho như anh là tất cả cái trong sáng và lành mạnh nhất trong cuộc sống của mình. Đêm nay lại đi gác đi, buồn ngủ nhiều và ít thấy xúc động, vì lạnh, ngoài trời đang nổi gió. Cảm giác đẹp đẹp cứ chai sạn dần đi, mà hình như mình chưa làm bài thơ nào về một đêm gác cả. Tuy Nguy Nguy có nói, nghề viết văn là một lao động cực nhọc, phải làm ngày và làm cả đêm, có lẽ mình không muốn làm nhà văn mà mình lười biếng như thế chăng? Buồn ngủ díp cả mắt lại, chỉ muốn rút vào chăn thôi. Thứ ba, ngày 18 tháng Siêng, năm 1972. Về nhà hôm Chủ nhật, nhận được năm thư liền của Như Anh. Chiều nay năm và thơi đã lên, nó nằm kia và ngấy khò khò, vô tư quá. Con người vô tư quá, Ngày hôm nay vui vui, mà không hiểu từ đâu niềm vui kéo đến, mình hát khe khẽ, khe khẽ. Chủ nhật về nhà, đêm ấy thức suốt sáng, mệt nhoài người, đi bộ 40 km từ cầu đuống đến đơn vị, vậy mà vẫn bị chậm, thật chán. Như anh sẽ thôi, không gửi thư cho mình nữa. Ừ, 71, như anh phải học chứ, phải học giỏi nữa. Có lẽ nhắc như anh ra khỏi nhật ký thôi, bởi vì đối nhớ như anh là chuyện hàng ngày, không cần phải nhắc nhở nhiều mạch nhàm thứ bảy, 22 tháng riêng năm 1972. Mệt lắm, xong phải cố viết, nhưng anh đang làm gì nhỉ? Mấy ngày bận và cũng chẳng lúc nào ngồi một mình, sắp đi học rồi. Hôm nay, bạn mới, thầy mới, lớp mới và chuyển sang bài học mới. Tạm biệt thôn cầu tự mấy tháng nhé. Hôm nay đến chỗ mới, thôn phùng xá, gần cơ quan trung đoàn sắp vào học tín. Thư như anh gửi cho không nhận được rồi, họ chuyển đến Việt Yên, cách đây 30 km. Xa thế, làm sao có đủ thời gian mà đi nhận cho được? Kệ họ thôi, rồi họ cắt phải quay thư về nhà. Không hiểu đến bao giờ mới nhận được, mới được đọc những lá thư ấy nữa. Gia đình mình mới tới có nhiều chuyện thú vị ghê, là mình nhớ tới Postopki trong bình minh mưa và nhớ tới Lê Điệp với buổi tối ngày mưa thứ hai, ngày 24 tháng Giêng năm 1972. Cảm thấy nhớ bê thông tin của mình, mà nào có xa xôi gì cho cam, chỉ cách có hơn một km, thế mà về xoanh xoạch, chẳng thể chịu được. Cần tờ báo, thấy bài nói về thông tin vô tuyến, mình nghĩ luôn, tối nay tụi nó ở nhà lại đọc bài này đây, chẳng được ngồi với chúng nó mà nghe đọc nhỉ, đêm nay ai lên đọc báo đây, hùng hay toàn nhỉ, học tín khổ nhiều căng thẳng vào họ giữ giờ giấc mới ngặt nghèo làm sao thu phát cứ răm rắp mệt cũng phải nghe và cứ là rối tung lên thôi kể ra cũng không nặng nề lắm nhưng cần nhạy cảm cần nhạy cảm lắm giống như học ngoại ngữ nhưng anh bây giờ đang học nga văn đấy chắc cũng vất vả và khổ như thế hôm nay học khá tốt chỉ bị một lỗi thôi do bị cuốn. cái loa ở đầu nhà cứ oang oang nhưng nói toàn chuyện đâu đâu ấy. Mình không được nghe tin thắng lợi sảm thông, long trẹn và cánh đồng chung như lúc còn ở nhà nữa. Nằm đây mà cảm thấy ngừa ngượng thế nào ấy, thế mà cũng đòi đi bộ đội, ra tiền tuyến mà thế à. Các bạn ở nhà sắp đi xã ngoại rồi. Chào, có tiếng ve, có tiếng ve, lạ quá đi mất. Con ve, con ve sầu, ôi, con nữa, con nữa, nó kêu nhiều quá. Ở buổi trúc trước ngõ ấy, cả ở mái nhà nữa, sao thế nhỉ, sao thế? mình năm nay đón tết ở đâu tụi đi xã ngoại mùng bảy tết mới về ở đây chỉ có hai mươi người vắng vẻ ăn tết với gia đình chăng cô gái nhỏ khoa còn nhỏ lắm lớp sáu thôi nhưng đã thuộc vào loại bom ngộ ghê lắm nhìn tụi chóc tụ họp để học không chủ yếu là vui thôi mình không còn cảm thấy buồn tiếc nữa đúng đấy bây giờ chính là lúc mình đóng góp mà tuổi thanh niên là tuổi cống hiến thạc đừng vội nghĩ đến những đòi hỏi hưởng thụ hãy cao hơn những tính toán cá nhân. C-18 đang hành quân ngoài đường, họ hát vui, mình không đi được vì bị thương do trận đá bóng sáng chủ nhật. Tay trái bị xây sát nặng, sưng tấy cả lên. Viết thế này phải nằm trên giường và kê tay lên chăn. Sao cuộc sống lúc này mình yêu thế? Yêu từ ngọn đèn mờ đọt này, đêm qua đi dưới lùm che thân thuộc, có ánh trăng rất trong và ngọn gió mênh mang. Lắng nghe lời kể chuyện, mình thấy tự hào ghê, các thầy cô giáo, các bạn học của mình chắc không hề ngờ rằng mình lại ở đây, một mình đi dưới ánh trăng êm đẹp này. Mình chẳng cảm thấy cô đơn và có lẽ đây chính là những lúc cảm thấy đẹp đẽ nhất trở về. Nhìn những ngôi sao long lanh trên bầu trời, bao nhiêu ý nghĩ hồng hào của tương lai làm mình sung sướng. Mình sẽ đi bộ đội cho đến khi nào hết giặc sẽ theo Boris Polevoy thu thập thật nhiều vốn sống và sẽ viết văn, sẽ làm thơ ca ngợi những con người đã hy sinh, những gì quý giá nhất của riêng mình cho giai cấp, cho dân tộc. Trước hết là làm tròn nhiệm vụ của người lính thông tin, sẽ thành người báo vụ chân chính, xứng đáng với lòng tin của mọi người. Sáu năm sau, sẽ gặp như anh thân yêu của mình. Ôi, lúc đó có biết bao nhiêu thay đổi, sáu năm cơ mà, nhưng mình tin cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều đi lên tội nghiệp như anh cứ trở hoài lỡ mình có sao thì lại lỡ làng hết cả rồi lại buồn mãi có lẽ ít người như như anh lắm nhiều lúc cũng khó ngờ như anh lại nhiệt tình với mình như thế dũng cảm như anh nhé dũng cảm lên mạnh dạn và vững lòng tin bà cụ lại nhớ con anh ấy anh ấy mà chỉ mới mười tám tuổi đi bộ đội sau mình ba tháng có ao ước về nhà thăm mẹ và em không? Ngôi nhà nhỏ, tùm lum hay đi về trong giấc ngủ và nỗi nhớ của anh? Nhưng mình lại đến đây, bên bà mẹ, bên em gái của anh. Mình cũng biết đó là ước mơ của anh ấy. Giờ này có bao nhiêu bà mẹ đang ra giết nhớ con xa? Thứ năm, ngày 27 tháng riêng năm 1972. Đêm qua ngủ say thế nhỉ, Stangdan hồi nào lắng nghe đất thờ, chắc cũng như mình thôi. Sừng bạch đàn đẹp lạ, dưới ánh trăng còn chơi vơi. Bọn mình nằm chật quá, hơi lành lạnh, may mà không có gió, và gió nhẹ lắm, chỉ khẽ đưa võng bóng cây. Tăng không đủ che mái, nhìn lên cao bỗng nhớ câu thơ của bạn. Có phần đón mặt trăng lên, có phần ánh sáng cho em trải đầu. Thoan về muộn, không có chỗ ngủ, thế là khóc. Có quái gì mà phải khóc nhỉ, ghét nó thật đấy, cả tiểu đội của mình phản đối, có thế mà cũng khóc, sợ thật. Xã ngoại là như thế đấy, đừng có hót nằm quay đầu lên núi mà dại. Mình nằm song song với hướng núi dưới chân năm ông tướng, lá bạch đàn dưới chú bốc mùi hang hang. Đến tận cây bạch đàn bé nhỏ của em, còn như anh, cũng là một cây bạch đàn bé nhỏ. Đến suốt cuộc đời, thạc đồng ý thế không? Ờ, chưa hiểu lắm, chưa hiểu lắm. Cầm que diêm xòe lên một gọn lửa nhỏ, tâm đốt điếu thuốc trường sơn rồi có ngày nào mình cũng sẽ được đứng trên đỉnh trường sơn mà nhìn cho rõ mặt trăng nhỉ lúc ấy có là một rừng bạch đàn mảnh rẻ có những cơn gió nhớ thương và nhất là có còn thi vị như đêm nay ánh sáng đỏ mờ mờ bên thân cây bạch đàn cao thẳng gió lạnh về làm vỏ cây nứt nẻ bạch đàn ơi thương em lắm sao em đứng đây sao em đứng mãi đây dạo còn bé đi cắm trại cũng căng lều cũng nằm mà không ngủ nhưng giờ đã lớn rồi, ta là anh bộ đội, ta căng bạt ta nằm, nghe lời của đất nước, nghe lời của Như Anh. Thứ hai, 31 tháng 7 năm 1972 Nhà trường đã ở phía sau, và bây giờ trước mặt tôi là một thế giới. Giờ đây tôi phải bước ra để tỏ rõ những sức mạnh và tất cả những gì sâu kín nhất của tôi. Robert Schumann sức mạnh anh ta là đâu, những gì gọi là sâu kín nhất. Thực ra, sức mạnh và mơ ước thầm kín không dễ gì phát hiện được ra. Ngay cả bản thân mình cũng khó mà nói được cái gì là sức mạnh và mơ ước trong ta là chân chính. Có phải con người lúc nào cũng biết được mình đi tìm điều gì trong cuộc sống, và có phải lúc nào con người cũng hướng theo một mục đích nhất định? Nóng quá, ngủ, rừng. Nằm trong lều ni lông bức bối vô cùng, đây lại là ước mơ thuộc nhỏ của mình các bạn đi dã ngoại trên núi Chí Linh chỉ vài người ở nhà sừng bạch đàn lào xào gió cua lá nghĩ được bao nhiêu điều mà không viết ra được chút gì mình thật sướng ghê lớn thế này mà thoải mái nằm ở đây chẳng phải làm lụng gì cả tha hồ lang thang chẳng sợ ai bảo lông bông nữa mình đi rồi được nhìn bao nhiêu thứ được gặp bao nhiêu người nghe bao nhiêu câu chuyện Xong mình hiểu rằng sự thực đó đặt cho mình bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề như anh bảo rằng hãy đem cuộc đời mình cống hiến cho văn học, bởi vì đó còn là của cả như anh, đó còn là ước mơ mà như anh không làm được. Mình đã làm được những gì, tất cả đều là con số không. Chẳng khi nào hết dây dứt, thật đáng tiếc vì mình vô tài vô dụng. Thực tế cuộc sống đẹp vô cùng mà mình thì còn mê mải với những vụ hương thừa. Thứ ba, ngày 1 tháng 2, năm 1972. Trời vẫn mưa nho nhỏ, bốn ngày nữa mới lập xuân cơ, nhưng mưa này đúng là mưa xuân rồi còn gì dù hơi lạnh lạnh nhưng lại là cái rét nảy mầm rét đài rét lộc thỉnh thoảng một cơn gió đi qua lại lắc cây bạch đàn làm hạt mưa lóc xóc trên mái nhựa năm ngoái những ngày này mình còn ở trường đang nhộn nhạo xôn sao vui vẻ cả còn tết này là nỗi nhớ nhớ nhà nhớ như anh nhớ bạn nhớ trường cơn gió có hạt nước nhỏ li ti đánh thức mùa xuân dậy và đánh thức cả những kỷ niệm của mình. Thứ sáu ngày 4 tháng 2 năm 1972 Gió mùa đông bắc Cả rừng bạch đàn vạn mình, những cây bạch đàn thân nâu lốm đốm trắng nghiêng ngả, những chiếc lá thon dài nằm ngang trong gió, thấp thoáng trong rừng những mái nhà xanh và những lều bạt, gió mạnh phần phật những tấm tăng đã cũ, gió reo vù vù, đêm nay rồi cay đây rồi sẽ ngủ vào đâu xể nhà ra thất nghiệp mà khắp sườn đầy lá rụng lá còn tươi cuốn lập bập trên sỏi vụn mưa đấy nhìn ra xa thấy đỉnh núi tím đen lại bàn tay nào vô hình kéo lá bay vụt như mũi tên qua những gốc bạch đàn nứt toác và những mái lều như cánh buồm phòng căng vào lúc nổi gió này người ta nghĩ đến điều gì nhỉ nhà ai ọp ẹp chắc lo góc mái nào đấy, mà không hiểu có ai tìm cái thơ mộng, cái đẹp đẽ trong cơn gió ảo ạt ngoài kia. Một cơn rông như anh ơi, nhớ như anh đấy, chỗ này là cửa ngõ của đợt gió mùa và cũng là cửa ngõ của nỗi nhớ dai dẳng, xa xít và triệt miên. Ôi trời, lều tung ra rồi, ụp này. Thứ hai, ngày 7 tháng 2 năm 1972. Chưa hết rét đợt gió lạnh về mấy hôm rồi, hôm nay vẫn chưa dứt cơn, ngồi trên manh chiếu rồi mà vẫn cóng. Nói chung, lúc nào cũng có điều hối hận, chẳng lúc nào có thể hài lòng được với mình. Đá xong, một trận bóng là thể sống thể chết, rằng đấy là trận bóng cuối cùng, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Không sao, cứ nổi. Mình không hề nói rằng đá bóng là có hại. Xong, bỏ một khoảng thời gian không nhỏ mà lật đi lật lại quả bóng thì quả là phí. Phí ơi là phí. Đấy là nguyên nhân chính khiến cho mình muốn xa rời sân cỏ đi. Ngoài ra, mình còn sợ những va vấp đáng tiếc về sức khỏe và va chạm về ăn thua với những người khác. Thật ra, lúc đá bóng là lúc mình vô tư nhất. Mình không còn nghĩ ngợi gì nhiều nhạn cả, chỉ rất nhanh trong óc chọn lấy một lối đẹp nhất mà dắt quả bóng đi và chuyển nhanh cho bạn. Không nhìn người và không bao giờ muốn biểu diễn, muốn khoe tài trước mặt người khác cả. Và lại, mình thì chẳng có tài gì để khoe hết bóng đá cũng như âm nhạc như thơ, văn và vô vàn cái thú vị khác, đều là một thứ nghệ thuật gây sự hưng phấn say sưa, sôi nổi cho người tham gia. Những đường bóng căng bay chéo trên sân cỏ, một quả phạt lơ lửng trước khung thành, đấy là tất cả thế giới khi mình đang đứng trên sân cỏ say mê nhìn và lúc ấy là tuổi thơ. Như anh yêu âm nhạc, chắc cũng như thế, cái accord hay piano đều có thể đưa lòng ta tới những miền xa xôi chưa bao giờ đặt chân tới cả. Nốt nhạc dí nhảnh hột nhiên gợi cho ta một điều gì trong sáng yêu yêu. Hình như đôi gót nhỏ, biếm tóc xinh xinh, hình như một buổi sáng xuân e ấp, mạt mưa buông che cho mầm, cho lộc xanh màu xanh thương nhớ. Đôi mắt em, đôi môi em và cả tâm hồn em lớn lên trong tiếng nhạc du lòng. Sáng em mở cửa phòng, thấy cành cây ướt đầm sương khuya, em lại nhớ một bài nhạc, và em hát khúc ca buổi sáng. Em ơi, tất cả những niềm vui bé nhỏ đó phải biết hy sinh. Nếu em muốn đi xa hơn nữa, đất nước gọi em và chia tay đón em vào lòng với ước mong em là đứa con ngoan, đứa con khỏe mạnh và có ích. Em hãy biết bỏ qua những điều không nhỏ mà nắm lấy cái gì lớn nhất để dân chọn cho tổ quốc. Nhưng, ngay từ chiều thứ bảy, mình nhớ kỹ thì từ chiều thứ tư, chiều thứ năm, thứ sáu, mình phải bỏ học tín và đi tập bóng trên sân trường trung cấp cơ khí. Còn cả ngày thứ bảy, chuẩn bị cơm nước, quần áo, để 2 giờ chiều lên xe ô tô, cái xe vận tải sóc lộn cả ruột, ngồi mệt lử và rét cống tay, lên mãi tận Kim Tràng, Tân Yên, cách Nhã Nam 12 km. Ở đó có trường học sinh Việt Nam và trường dân tộc cùng toàn trẻ em Lào du học ở Việt Nam. Cứ thế, cứ thế, ăn, ngủ, nói chuyện và đi đá bóng mất trọn ba ngày trời sáng nay thứ hai mới về đến nhà mệt lử cò bợ phải bỏ buổi học chiều nay nằm nhà mà hối hận thật chán ngán biết mấy mình thì lúc nào cũng thế không ý hiểu ai hình như stefan fedorov đã nói nghệ thuật là sự đối lập giữa tiến bộ và lạc hậu giữa đen và trắng mà thật vậy cuộc sống cũng chính là một nghệ thuật anh sống say xưa, sống nhiệt tình, xong phải biết tỉnh táo, phải biết gạt bỏ trong trí óc của mình những công thức tiêu cực mà thế vào đó, những gì tích cực và lành mạnh. Không ai có thể đảm bảo rằng mình sống như thế là hoàn toàn có thể yên tâm về ngày mai. Cái tốt và cái xấu được mình ủng hộ vì hấp dẫn với mình hơn. Chật, tặc lưỡi, thế là hỏng rồi. Mình cũng không hiểu, các nhà bác học, các nhà văn, nhà thơ vào cái thế giới, họ sống thế nào, hãy nói gần gũi hơn bằng việc lưu quang vũ họ sẽ sống như thế nào người ta bảo rằng nghệ thuật là sự cảm hứng của tâm hồn nếu như chúng ta đồng ý rằng nghệ thuật sinh ra để làm cho con người trở nên hoàn thiện hơn thì chúng ta cần phải thừa nhận rằng những ai tham gia vào đó tức là những người ưu tú nhất trong những người ưu tú câu này của goribe mình rất đồng ý như vậy nếu như cuộc sống của mình không trong sáng không cố gắng vươn lên mình không thể có được cái nhìn đẹp đẽ nhất vào cuộc sống bề bộn và sầm uất bên ngoài nghệ thuật không thể xây dựng bằng những bàn tay bẩn thỉu được bởi thế sự tu dưỡng nghệ thuật luôn phải gắn liền với sự tu dưỡng của bản thân mình muốn chấp một đoạn nữa vào đây trích từ trong mùa xuân của một thiên tài đây là những suy nghĩ của Anken qua lời văn của người đời sau một nền nghệ thuật lớn lao và chân chính thì không thể thừa nhận một cuộc sống hai mặt tài năng bao giờ cũng hết sức mộc manh và kẻ nào toan lừa dối nó kẻ đó sẽ mãi mãi mất nó cái đẹp sở dĩ tuyệt diệu chính vì nó không dung thứ cho sự giả dối cũng như tính gian tham cái đẹp không thể dung hòa với bất kỳ sự bẩn thỉu nào không thể nào tin được hoàng nhuận cầm lại có thể viết tốt hơn thế được nếu như cầm nó không thay đổi cuộc sống của nó thời gian lơ lửng trên hè phố của nó quá nhiều nó trầm tư trên mái phố quá nhiều đã tàn phá của nó khá nhiều thiên tư văn học cầu mong đất nước đừng để rơi một khả năng đáng quý, nó sẽ chẳng bao giờ còn bê tha ở chợ Nhã Nam mà cũng khiến trọn vẹn những tháng ngày còn lại cho thơ. Có một lần, Xuân Diệu nói, nghề làm văn thơ là nghề làm quan tắt. Người ta có thể nổi tiếng một cách không cứu vãn nổi chỉ vì vài bài thơ tốt. Theo nghĩa đơn giản nhất, hãy đến với văn học chật vật như Phạm Tiến Duật, dò dẫm hàng năm trời không mỏi mệt chỉ để đạt được mục đích đem đến cho thơ một tiếng nói mới, độc đáo và riêng biệt chỉ để tìm được ở mỗi người đọc mọi người đọc một con đường đi vào đáy sâu tâm hồn họ đánh thức trong tận cùng cảm nghĩ của họ ý thức dân tộc lòng ham sống chiến đấu cái đẹp và niềm tự hào chính đáng phần thưởng cao quý đến với phạm tiến duật không phải mọi người yêu thơ biết đến tên anh không phải anh có thể tự hào rằng mình có những bài thơ hay mà chính là thơ anh đã có tác dụng lớn lao trong cuộc chiến đấu mãnh liệt ở tiền phương và cuộc chiến đấu âm thầm bền bỉ ở hậu phương hạnh phúc mà sau một vài bài thơ, một vài cuốn sách cho nổi tiếng thì họ lụn bại dần. Người ta nhắc đến họ bằng những cái gì họ viết từ trong dĩ vãng, họ không thiếu trong cuộc sống hiện nay. Cuộc sống không đơn giản như những người ăn không ngồi rồi, suốt đời rỗi rãi quan niệm, nỗi buồn ư, chẳng lẽ nỗi buồn không thể có được giữa tập thể dù tốt đẹp. Nếu như một người không hề biết đến đau khổ thì đó là thiên đàng, con đường dẫn đến địa ngục, Shakespeare. Không gì làm con người tiến lên bằng sự đau khổ, không gì làm con người cứng rắn bằng nỗi buồn. Mặc dù khi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn có thể làm họ yếu lòng, chỉ có điều anh tiếp nhận nỗi buồn ấy ra sao và xử trí với nó như thế nào. Anh biết rút từ trong sự đau xót ấy cái gì đáng nhận làm của mình. Và sau suốt, anh biết từ thực tế ấy và đi lên thế nào để ngày càng cao hơn, để ngày càng hoàn thiện có phải bất kỳ điều gì người ta cũng có thể nói ra bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình để thể hiện lòng trung thực quý nhất của con người? Vấn đề là nói những điều suy nghĩ vừa phôi thai, đi dọc những nẻo đường đất nước, gặp lùm tre lắc lư bên dòng sông quen hay xa lạ, gặp những con người đọc trong những quần mắt lo âu, ánh mắt buồn, vui, âu yếm những chuyện đời, ta ghi tất cả, ta nghe tất cả, thu lượm tất cả, làm thành những gì gọi là kỷ niệm gọi là vốn sống sự phong phú sầm uất ngột ngang những cảnh đời những kinh nghiệm sống là điều không chỉ quan trọng đối với một người đối với cuộc sống của một con người mà quan trọng nhiều hơn là đối với một người viết văn mình sẽ làm thơ và viết văn đấy là ước mơ thầm kín từ rất lâu rồi từ bài văn đầu tiên con gà trống qua sông cho đến tận bây giờ ước mơ thầm kín song ta không hề được ủng hộ và rất dễ nhận thấy sự nhạy cảm văn học sự cảm thụ cái đẹp trong cuộc đời phôi pha đi nhiều mình không dám nói điều mơ ước ấy với ai kể cả những người thân thích lỡ đâu không viết được thì xấu hổ chừng nào song giờ đây giờ đây mình hiểu rằng cây bút đã nằm gọn trong tay mình phải viết phải viết viết say sưa và bằng tất cả trái tim mình hãy cống hiến chút ít gì năng lực và tất cả nghị lực cho thơ cho văn hãy dũng cảm nhận lấy trách nhiệm mà lương tâm mình trao cho. Viết bằng sự say mê của bản thân và viết bằng cả sự thôi thúc của những sự kiện nóng hổi mà đất nước và dân tộc tặng cho ta. sung sướng hơn như anh và gian khổ hơn như anh, mình hãy xứng đáng với như anh, xứng đáng với niềm tin và sự chờ đợi của như anh. Đừng bỏ phí thời gian, hãy tập trung sức lực làm việc cho say xưa và có ích nhất mình sẽ noi gương Pelevoi, noi gương tác giả đã hy sinh của người mẹ cầm súng. Trước hết hãy cầm súng bằng cả hai tay, rồi trong phút nghỉ ngơi hãy cầm bút và viết và ghi chép lấy những sự tích anh hùng về người phi công Marasev, dũng cảm và về người mẹ anh hùng của sáu đứa con thơ, hiện thực rực rỡ và huy hoàng quá. Hãy táo bạo, mạnh dạn ghi chép và viết, hãy cống khiến cho đời bằng dòng máu và dòng thơ thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 1972 càng gần đến tết người ta càng thêm nhớ nhà những người mẹ có con đi xa lại càng thêm nhớ thêm thương nhất là những ngày gần tết năm nay trời lạnh mà anh bộ đội phải lên đồi nằm đất tỏa ra không phải hơi ấm mà lại là những hơi lạnh cống tê dại cả người và ngay đơ cả chân tay Đêm qua gió lạnh kinh người, cả lán phập phồng giật lên giật xuống vì gió, không biết bao giờ mới ngớt đi cơn gió lạnh này. Ôi những ngày gió nổi, bao nhiêu người mẹ ngồi nhà nhớ đứa con đi xa đang nằm xương gối đất. Chiến tranh không còn là một khái niệm trừu tượng xa vời, không còn là sự gắn liền với những danh từ cao quý nhưng thiết thực. Ở đây là sự nhớ thương, lo cho đứa con mình bị lạnh, thương con tết liệu có bánh trưng xanh, có được ngồi ấm cúng trong nhà khi trở đất chuyển mình sang năm mới tiếng khóc nấc lên của bà mẹ thật quý nhưng cũng đáng sợ biết bao. Không ai có thể tránh được sọc nước mắt nhớ thương ấy. Bên cạnh lòng yêu nước, yêu tổ quốc, người mẹ Việt Nam còn có tình mẫu tử. Người mẹ nào chẳng thương đứa con đẻ của mình, đúng ruột rứt ra. Mẹ khóc khi đứa con không có ở nhà. Anh đi xa, anh chỉ cảm thấy xa xôi. Thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 1972 sắp rời khỏi Hà Bắc, lần này thì vĩnh biệt thật và không biết có còn dịp nào trở lại đây hay không. Vừa hết Tết mà mùa hè dường như đã đến, không thể nào viết được ra những cảm xúc của mình, khổ quá đi mất. Thứ Sáu 18 tháng 2 năm 1972 Đại đội 18 lại có thêm mấy người nữa trốn về. Tội nghiệp tụi lính trẻ, họ không thắng nổi nỗi nhớ và những cám dỗ tinh thần, vật chất ở nhà các cán bộ họ khét sút mà nào có ăn thua gì, ai về cứ về và ai đi vẫn cứ đi. 20 tháng 2 năm 1972 Vừa hành quân đến đây, mình không muốn ghi nhật ký hành quân nữa. Đại khái nó cũng như mọi lần hành quân khác. Cái mới chỉ là con đường đẹp hơn, sống Hà Nội hơn và những ngôi nhà khác kiểu. Nói chung sự khác biệt ấy rõ nhất ở cái tên Hải Hưng và Hà Bắc. Nhưng cũng có thể nói rằng hoàn toàn không có gì mới, điều mới mẻ là dĩ nhiên thôi. Ít nhất, nếu cái mới đó không phải do sự phát triển logic của nhận thức mình, thì cũng là do sự thay đổi địa hình, địa vật, con người. Và lại, mình đi phà sang bờ kia với tâm hai đứa lùng lẳng trên cành tre bột thùng thịt lợn. Ai nhìn thấy cũng phải buồn cười, họ cười thật, cười lăn, cười bò. Mình cũng ngượng nghịu cười, tâm thì khoái lắm, nó độ lệch cả mũ và lắc lư cái thùng. Mình nghĩ nếu như đây là Hà Nội, gần hơn là cổ nhuế, liệu mình có dám khiêng như vậy hay không? Và buồn sầu nhận rằng mình chẳng dám mạnh dạn như thế đâu. Ở nhà, phải đẩy xe bò, mình đã ngại ngần thế nào rồi, nhất là những hôm gánh cỏ cho mợ hoặc em hương. Không phải sợ nặng mà lười, chỉ vì có quan niệm nào đấy tách mình ra khỏi lớp người lao động chân tay rồi cuộc sống bộ đội sẽ làm lại cho mình tất cả những gì mình còn e ngại cho đến lúc nào mình cảm thấy tự hào rằng chính mình đã làm được những điều ấy và cảm thấy thèm khát muốn làm lúc ấy mới có thể hài lòng được lúc ấy mới có thể nhận mình là người con chân chính của giai cấp của đảng còn bây giờ là tập là nhập cuộc mà thôi ở bến phà những người đi chơi tết còn đông lắm họ đứng nghẹt ở hai bên bờ chờ bộ đội đi qua sông Lục Nam xanh ngăn ngắt màu lá ngô non. Còn cái cano kéo phà thì trăng cờ lộn xộn đủ các loại. Cuộc sống mà cần đến sự lòe loẹt ấy chăng? Mình nghĩ đến những kỳ nghỉ hè của học sinh Hà Nội. Có em bé nào từ khoang cano nhìn trời, nhìn sông, hết mực rồi và chưa mua được. Cũng lại là một quy luật hay sao? Người ta ngại đem mực đi vì sợ lình kình. Nhưng người ta vẫn phải viết và thế là tích cực đi xin chắc là người ta thương anh bộ đội lắm. Mồng bốn Tết mà nhổ lều, bứt lán, gồng gánh ba lô, so nổi hành quân như vậy để có chiến thắng đánh dấu một thời đại. Còn ta cũng hành quân đây, ta sẽ để lại điều gì trong lịch sử? Đất Hải Dương, Hải Dương, mình nhớ luôn đến Trần Đăng Khoa, Khoa còn cách đây xa 20 km nữa. Đây là huyện Chí Linh, lúc dừng chân nghỉ ở cái kho hợp tác ven đường, gió lậu, mình bảo với Tâm, Tâm nghĩ gì khi đến đất Hải Dương này? tâm không nghĩ ngợi điều gì cả. Nó nghĩ rằng đường xa quá, trời nắng quá và nhiều bụi. Còn mình, mình nhớ ra giết, phải ra giết và dây dứt, nhớ trần đăng khoa, đất nước vẫn như xưa, Hải Dương cũng chỉ một làng quê như trăm nghìn làng quê Việt Nam khác thôi, như cổ chuế, như ngoại thành Hà Nội, vẫn cái đồng trải như vô tận, chẳng phải còn những mọp đồi xa xa màu xỉ than đồng đang xanh màu tươi mát của lá ngô non, còn dĩ nhiên là nhiều gió, chân gió đi không biết mỏi, gió xoài ra một lát rồi lại cuốn ảo ảo, mang đi biết bao vị ngọt hương thơm của quả chín, của mía, cái mùi vị đồng nội ấy. Vậy mà Khoa, năm nay lớp 7 đây, lại làm được những bài thơ hay và xúc động. Phải chi quân mình cứ đi mãi rồi sẽ sang tay phải, đến xã của Khoa, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Hưng đóng quân ở đó để mình gặp và chiêm ngưỡng tài năng trẻ của đất nước để mình hỏi và đọc thơ em trần đăng khoa chắc chẳng khác gì những đứa trẻ chạy lông bông ngoài đường kia thôi thế mà những âm dung nhỏ xíu nhất của em lại có sức vang động lạ lùng người ta thuộc thơ em và hơn cả thơ em làm lớn dậy tâm hồn và trái tim biết bao người hạnh phúc biết mấy khoa ơi hải dương người hãy tự hào vì đã dâng cho đất nước thiên nhiên xinh đẹp và những tài năng quý giá Đến sao đỏ, chỉ còn cách đông chiều 15 km, mình mới hiểu vì sao Khoa có thể đi bộ đến mỏ than để thăm anh Minh, mới hiểu mang mổ than trong nòng súng chúng tôi đi, hiểu nhiều hiểu tất cả, cả cuối nhà nhuần dưới chân núi của Lý Biên Cương trong mùa lũ, trao ôi, cảm ơn tình Trung Du, đẹp quá đi thôi. Những cánh rừng trong đêm âm u lạ, mảnh trăng mềm như một miếng hồng vừa cắt chỉ khẽ ló ra sau lá ta nhận ra rừng bạch đàn, những cái bạch đàn lá to và ngắn hơn bạch đàn ở nhà, ở Quế Võ, ở Hà Bắc, ở ừ, nhì, đến đâu cũng gặp bạch đàn thôi. Và ở đâu, đi đâu, đến đâu, và nhớ gì, nghĩ gì, ta đều nhớ như anh. Như một niềm vui, niềm an ủi, như một ước mơ hết sức xa vời, song đẹp đẽ và đáng mơ ước biết bao nhiêu. Ở chỗ đóng quân lại nhiều thông, cây thông thật cao và to đứng im lặng, xung quanh là đồi cây, đây mới thực là thung lũng, gió đâu rồi nhỉ, đâu rồi cơn gió qua thung lũng, mang mà màu xanh bất tận. Mình có cảm tưởng đi vào cô chùa nào đấy, thờ một ông Phật bụng phệ nào đấy và cố tìm tam quan. Toàn thông và bạch đàn thôi, thân cao nhìn thật thanh thản, xung quanh đồi thật đẹp, xanh lốm đốm chứ không phải đồi chọc như hữu bằng. Dân cũng tốt hơn, xin che về làm lán dễ lắm, thế là lính phấn khởi dần lên. Lính cười, hơ hơ, hì hì, hục hục, đủ 36 thứ cười, y trồng trước lán một cây thông nhỏ, nó bảo đấy là bồn hoa. Vị lấy đá xếp chữ khí tiết như trong bất khuất vậy. Chúng nó bảo sống một ngày cũng phải sống cho đàng hoàng. Ừ, đúng lắm, phải sống cho đàng hoàng, cái lán làm xong đẹp quá đi mất. Mình nằm ngửa mặt nhìn lên mặt khoái, sao nó giống tường của dạp kim đồng đến thế, cũng những nẹp hình vuông. Ôi, lại nhớ như anh đây, hôm nào sống dưới trường đại học, có cửa gương, có giường tầng, mà lúc như anh vào chơi, ngược đến chết vì nhà cửa bề bộn quá. Thế mà bây giờ, ở rừng Chí Linh này, mong như anh đến, như anh đến đây nhé, mà xem lán anh bộ đội làm, đẹp đến mê đi. Thứ hai, 21 tháng 2, năm 1972 Rất buồn cười về nếp sinh hoạt mới của lính, buổi sớm, buổi trưa và buổi chiều, những cảnh ngộ nghĩnh lại bày ra trước mắt. Chiều qua mình ngộ quá, lúc mặt trời gần khuất sau đỉnh Côn Sơn, mình thấy lũ lượt lính phát xẻng lên đồi thông. Trên ấy có gì nhỉ? Hay họ đi đào hầm? Chẳng lẽ đào hầm xa lán thế? Cuối cùng mới vỡ lẽ, họ đi đại tiện. Phải đào hố và lấp đi, có vậy thì mới giữ vệ sinh. Tuy vậy, lên đồi thì cũng phải cẩn thận lắm, không có nguy hiểm ngay thôi. Cọt nước thì mới kinh khủng chứ ở đây không có suối không có giếng vào nhà dân thì xa quá vậy là rửa mặt rửa tay chân tắm giặt nước ăn tất cả đều ở trên một cái ao nhỏ xíu cỏ đầy trên mặt nước nước cứ mờ mờ xanh và chỉ khẽ khua lên là lầm đục đứng trên bờ thấy lợm giọng vì một mùi tanh ôi chao kinh sợ quá đi mất hôm đầu đi với tâm nhìn mấy đứa đang tắm khắp người ghẻ cành càng thấy gai cả người Xá ở nhà có lẽ mình chẳng dám súng rửa chân nữa thế mà mình ở đây lại múc nước lên đánh răng rửa mặt và múc cả về lán đun lên uống nữa eo ơi đừng ai nhổ nước bọt đấy cuộc sống bộ đội rồi còn ác liệt hơn thế nhiều gian khổ và vất vả hơn thế nhiều có lẽ bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không viết thư cho bất kỳ ai nữa cả và dĩ nhiên sẽ không nhận được thư của bất kỳ ai hãy dẹp bớt đòi hỏi của cá nhân mình và làm việc cho tốt mình nhiều lúc phải hối hận vì đã bỏ quá nhiều thời gian vào những công việc ít có ích. Rồi mai đây, khi trở về gặp lại các bạn thời thơ ấu, liệu mình có dám đứng đấy mà trò chuyện hay không? Thật đáng sợ biết bao nhiêu. Cuộc sống không chờ một ai cả, thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà 5 năm, 6 năm lại trôi qua đi thôi. Cố tin rằng mình không chết. Thế thì liệu đất nước đã thống nhất hay chưa? Và liệu lúc ấy mình đã làm được những gì đáng gọi là thành quả cho đất nước? Hay vẫn chỉ thu lượm tìm tòi, hay vẫn chỉ triển vọng? Trời ơi, phát điên lên mất thôi, còn mặt mũi nào mà gặp lại các bạn nhất là như anh? Những tháng năm rảnh rỗi trong suy nghĩ thế này mà không viết được gì thì biết đến bao giờ mới làm được, bao giờ mới làm được thạc ơi. Trước kia thì ao ước, mong chờ được đi mà viết, còn bây giờ thì nằm ngay đơ trong lán mà than thở. Hôm nào sẽ lên thăm đỉnh Côn Sơn, nơi Trần Đăng Khoa đã viết câu thơ, ngoài thềm rơi chiếc lá đa. Nguyễn Trãi xưa kia đã tới đây ẩn giật, vậy là đất này chính là đất văn học rồi. Sao mình không thể cất lên tiếng hát ở đây? Các bạn đã làm được nhiều, riêng mình vẫn chần chọc hoài, chần chọc mãi không thôi. Tự nhiên, mình ghét những trang nhật ký này. Nó dường như không có tác dụng gì mấy cho cuộc sống của mình, mà chỉ là chỗ chứa những lời than thở trách móc năng lực và số phận của mình mà thôi. Không nói đến những điều ấy nữa. Mình giờ đây băn khoăn khá nhiều mà không hề có được một lời khuyên bảo liệu mình có thể làm được gì, đóng góp được gì cho văn học chống Mỹ hay không. Biết bắt đầu từ đâu và đi theo con đường nào, làm sao có được một bàn tay dẫn dắt của người đi trước. Thứ ba, 22 tháng 2 năm 1972. Sắp phải đi học rồi đây, thời gian trôi nhanh quá. Thật thế, ngày nào mình cũng phải đấu tranh tư tưởng, ngày nào cũng tự nguyền rủa mình ngày nào cũng một nỗi ân hận dày vò. Rồi sau này, nếu như anh có vẻ đọc được những dòng nhật ký này, chỉ mong như anh hiểu được những điều bây giờ đang giàn vặt mình, đang vò xé trái tim mình, lương tâm mình. Trời ơi, có bao giờ mình lại khổ sở vì khả năng kém cỏi của mình như lúc này hay không? Còn nhớ đêm mùng ba Tết, nằm trong lán ni lông với Tiến và Thư, mình chở mình hoài vì bài thơ gửi lại ta lê và đoạn đường của Trần Nhật Thu. Chào ôi, bài thơ hay quá đi mất, những bài thơ làm trên chặng đường hành quân vào trận tuyến những bài thơ cảm động và đẹp đẽ biết chừng nào trần nhật thu dễ thường chẳng mấy người biết đến tên anh nhưng thơ của anh thì hay đến thế những dòng thơ bước thẳng vào trái tim người đọc chính bởi anh từ cuộc sống chiến đấu ác liệt mà viết nên những vần thơ ấy gửi lại ta lê gửi lại ta lê tôi ríu lưỡi trước giờ từ biệt giết chặt tay các anh dòng sông cuộn xiết một góc rừng lào âm âm tiếng bom bài thơ anh làm tại Bulafa ngày 31 tháng 5 năm 1971, đúng ngày Thạc và Chiến Anh gặp nhau trên đường Hà Nội. Phải lúc ấy, mình còn thanh thản lắm và đâu nghĩ rằng có những người đang viết những vần thơ lửa cháy. Tới hôm nay, y đưa cho mình xem bài thơ Jok On Me, lại của Trần Nhật Thu đề ngày 30 tháng 2 năm 1971. Anh viết khỏe và viết hay táo bạo. Cha ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi chính mình được đi trên những nẻo đường thấm máu đồng đội, trên những nẻo đường mang tên người con gái Lào xinh đẹp. Các anh, sung sướng quá, biết bao lần mình mơ ước được đi như Phạm Tiến Duật, nằm trong mái lán trường sơn mà cảm hiểu cuộc sống nước xôi lửa bỏng của dân tộc mà viết và ca ngợi. Mặt trận còn cách xa đây lắm, nhà văn Nguyễn Khải nhận xét rằng mọi người đều đã quen với cách nghĩ, còn phải đón đợi những thử thách ở phía trước với họ họ đã làm tròn trách nhiệm của hôm nay và họ đều cảm thấy khó khăn gian khổ thử thách là chưa tới là chưa tới nhưng anh chiến sĩ vây lấn ấy vậy nằm bên đồn bốt địch nghe rất rõ tiếng pháo nổ đầu nòng còn tiếng thứ hai thì xa xa lắm và anh nghĩ thầm rằng mặt trận ở tận đâu ấy dễ thường cách đây đến hàng chục cây số riêng mình quả thực đây là hậu phương của bộ đội không tiếng súng nổ và cuộc sống bình thản quá cái hội trường học tín sạch và mát, ẩn dưới gốc thông già. Không có trẻ con đến chơi, không có tiếng chim, chỉ lâu lắm mới nổi lên một đợt gió từ thung lũng xa. Buổi sáng, còi tập thể dục chưa buồn dậy, còn nằm rốn mơ tiếp một giấc mơ còn giang sợ. rồi lục cục, cập chân màn, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và đi học, lại xếp hạp một, tay cầm liên hợp và ma rúc, vừa đùa thoải mái. Để đến cái sân đất có nhiều lá rụng mới lại chợt nhớ nhớ bông hồng vàng và một lời hứa, một trách nhiệm của cuộc đời. Ngoài ra còn phải học tín nữa, lơ là thì đố có mà học được. Nhầm be bé bét học làm sao nổi. Cha ôi, mình nghĩ đến tận cổ cái trò cứ tích ta tích ta này rồi, chẳng nhẽ cứ nhàng nhàng mãi. Thứ tư 23 tháng 2 năm 1972 Không hiểu người ta nghĩ gì, người ta cảm thấy điều gì khi đến những miền đất lạ, Giả sử như ở đây, nhìn ngọn núi xanh màu lá cây thật mềm, mát, người ta sẽ cảm thấy cái gì? Át có người khen đẹp. Ừ, đồi núi ở đây đẹp hơn ở Tân Yên, nhất là so với hữu bằng, thì nó lại càng đáng ca ngợi. Những cây thông uy nghiêm trên đỉnh núi, phía dưới thung lũng là rừng bạch đàn, rừng thông dì rào suốt ngày đêm, có mọc dịu dịu ở sườn đồi, còn con đường lên đỉnh thì bàng bạc và mới mềm làm sao. Tất cả đều gợi lên một điều gì dịu dàng, mát mẻ cả vũng nước nép giữa bụi cây nhỏ lòa xòa mà lính hay xuống rửa tay chân cũng mở một thế giới trong lành cuộc sống hơi chật một chút song thú vị phong cảnh ở đây khác nhiều so với hữu bằng không có một dòng sông đẹp nhặt những viên sỏi nhẵn và những cánh buồm mốc vá víu phồng căng không có những cô gái gò lưng kéo thuyền khi trời lặng gió ở đây không có những quả đồi chọc toàn đá sỏi nhìn lên cô khóc không thấy cảnh con bò sơ bốn chân khẳng khiu để lấy đống tròn phình chót vót trên đỉnh đồi gặm vào lá cỏ non vừa nhú. Phải đấy, cuộc sống của nhân dân ở đây thoải mái và sung túc hơn so với hữu bằng bởi vì vùng này không bị lụt và ít nhiều dân cũng thưa thớt hơn. Mình vào mấy nhà quanh chỗ đóng quân, nói chung đều cảm thấy thoải mái hơn ở chỗ cũ. Nhà cửa sạch, mát, lối vào nhà gọn gọn. Cả cốc tre cũng sạch, ít lá rụng và ít bụi. Cuộc sống thanh bạch và trong sáng làm sao? cũng chưa biết xã Trung Du này nữa. Hôm nọ hỏi bà cụ gánh cỏ biết được đồng cỏ vịt, còn thì chẳng biết được gì hơn. Không biết đây là người kinh hay người dân tộc nữa. Suốt ngày chỉ thấy những đám mây bay từ đỉnh này sang đỉnh kia, che dợp một vùng đất. Còn thì âm âm u u như thể đây là một vương quốc của riêng mình. Có lúc, tự như mình đã ở đâu xa xôi lắm, té ra vẫn đất nước mình và cách Hà Nội có là mấy đâu. Vùng này thế, thảo nào ngày xưa Nguyễn Trãi ẩn sật. Mình có cái tệ là ít vào nhà sân, và lúc nào cũng chỉ có việc không xin cái nọ thì xin cái kia. Nếu vậy, thì làm thế nào mà hiểu biết sâu được vùng này? Và lại, khi anh chưa thật sự quan tâm đến cuộc sống lam lũ của dân tộc, thì chẳng bao giờ anh hiểu nổi cái cốt lõi làm nên cái trạng thái tâm hồn ở đây. Nếu như nhìn ngọn đồi đá ong, đá trắng, sỏi vụn, anh chỉ cảm thấy khô, thấy nhức mắt, thấy ghét cuồng chứ không phải là nhức nhói trong tim, thì anh hãy về đi, đừng làm anh bộ đội nữa. Hoặc là hãy đặt tay lên ngực, xem quả tim đi, có lẽ nó đã trôi xuống dạ dày rồi. Mà nào có ít người nói những điều ấy với mình, thế mà họ lại là bộ đội đấy. Có tiếng súng nổ, K-54, hôm nay C vận tải đã hành quân đến. Họ dựng lều bên kia đồng, ở chân núi, dưới những cảnh thông cao tuổi. Người ta bảo làm lán ở rừng thông là tốt nhất, thoáng mát và không khí trong lành thân cây to đen, nứt nẻ, nhiều vết thoát ra chưa nhựa chảy. Thật khó mà chặt được thông, chỉ cần một về sao sức nhẹ là nhựa đã chảy ùn kín vết thương. Ai ví cây thông như sức sống của người cộng sản thật đúng quá. Dưới hay là trong rừng thông già lão ấy là xê vận tài. Những anh lính trẻ trẻ quá, khi ngồi trong lớp học, tay gõ ma níp. Mình thấy họ đi qua cửa sửa mặt, mà thương quá. Họ hành quân mấy ngày rồi, mãi tối qua mới tới đây, có lẽ toàn đính thành phố cả. Trùng cách ăn mặc và điếu thuốc ngậm trễ trên môi là đủ biết. Hầu hết là lính mới, non mặt còn non tuyệt và người thì nhỏ xíu. Bất giác nhìn lớp học của mình, hầu hết là sinh viên to, khỏe, chững chạc. Chính mình sẽ là chủ lực của quân đội đây, còn dựa vào ai nữa? Bây giờ càng đi lâu, mình càng thấy sự có mặt của mình trong quân đội là cần thiết, là đúng đắn. Số hổ biết bao nhiêu vì thanh niên trai trắng, khỏe mạnh lại suốt ngày ru rú trên cửa sổ của giảng đường đại học. Suốt ngày, gìn giữ nếp áo quần, giữ bàn tay cho sạch và soi gương làm dáng để cho lớp thanh niên vừa nhịn một chút lăn lộn người ngoài tiền tuyến với những thằng lính Mỹ xâm lược to gấp đôi, gấp dưới mình. Thế sao trước kia mình không nhận thấy điều ấy, một chân lý đơn giản, thật dễ hiểu, mình trước kia không hiểu hay không muốn hiểu. Từ lúc nào không rõ mình có ý thức chủ nhân đất nước, dạo còn bé đi học mình biết rằng còn có cha mẹ, có thầy cô giáo và mọi người lớn lo thay cho mình. Xong giờ đây mình hiểu rằng chính mình là cột trụ của đất nước. Tố Hữu nói đúng làm sao, lịch sử chọn ta làm điểm tựa. Ừ, đâu còn là một chân lý chiều tượng nữa mà đã là sự thật, không chỉ nhận ra, mình còn sung sướng và tự hào vì nhiệm vụ vẻ vang ấy. Chỉ tiếc rằng mình đi chậm quá, chậm quá rồi, nếu như có ai đọc một chuyện ngắn trên văn nghệ quân đội về những người chiến sĩ vây lấn điểm cao, người ta đã có hy vọng gặp nhau khi chiến tranh kết thúc. Kết thúc chiến tranh? Không, đấy không phải là chiến tranh hay sao ấy. Thứ năm, 24 tháng 2 năm 1972 Cuộc chiến đấu của dân tộc đã trở thành nếp sống bình thường của mọi người, và có lẽ do vậy người ta ít khi hình dung sẽ có ngày mà chiến tranh kết thúc. Ý nghĩ ấy thật là tội lỗi, chắc chắn nó là một ý nghĩ lạc hậu so với cuộc sống sôi nổi, lạc quan của những người làm chủ cuộc sống của mình. Thử để ý xem những người khác suy nghĩ thế nào về việc kết thúc chiến tranh. Phải nói rằng đa số những người mình gặp đều có một thái độ chuẩn bị lâu dài cho cuộc chiến đấu, nhưng họ không bi quan và không lạc quan quá đáng. Đó là điều tốt và đáng quý. Ở đây đã gần một tuần rồi và chưa kịp đi đâu xa xôi cả. Chỉ có dịp đi xa một chút về tiểu đoàn thăm bọn nó, cả B đi vào rừng lấy củi, một số đi xa hơn 30 km, lấy nứa về làm lán, mình cứ lần theo đường dây điện thoại mà về. Chỉ thế thôi, còn toàn quanh quẩn ở nhà với hội trưởng thôi, thoát một cái đã hết ngày rồi mà chẳng làm được gì hết. Hôm nay nghe tin đồn thì lại sắp chuyển quân, hình như cuối tháng hoặc đầu tháng 3 thì phải. Người thì bảo Thanh Hóa, người thì bảo Quảng Ninh, ôi sao nhanh thế nhỉ, đã biết trước chỗ này chỉ là rừng chân tạm thôi mà vẫn cảm thấy nhanh chưa kịp đi quân sơn thăm nơi quyến trại ẩn giật và đỉnh núi kia vẫn chỉ mờ mờ trong sương sớm trong trí óc của mình dù rất mong đi chiến trường vẫn cảm thấy nhanh vụt cái như một vệt sao đổi ngôi vậy mình đã gần nửa tuổi quân đã quen với tiếng súng ak k sáu mươi ba k năm mươi bốn bộc phá liệu đạn và chỉ mới như thế thôi những con chuột lửa dài lửa màu da cam của b bốn mươi chưa từng được thấy cả dãy yên tử cũng chẳng nhìn thấy nữa Tâm ca ngợi yên tử nhiều lắm, nó bảo lính muốn đi bê thì ắt phải trèo yên tử, lên một ngày xuống một ngày, trên đỉnh là quê của tắc kẻ đấy. Thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 1972 Thấy hoa nhãn nở, nhớ câu thơ chế lan viên, tháng ba vườn nở hoa xoan, sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương, vắng em anh chẳng ra vườn, sợ mùi hương, sợ mùi hương nhắc mình. Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 1972. Tháng 3 của em, thế là đã một năm trôi qua ở nơi xa xôi ấy, em nghĩ gì?